ta ở siêu phàm thế giới bạo suất trăm phần trăm. Đi tới cái này vật tư cực độ khuyết thiếu siêu phàm thế giới, sở phong đem bạo suất hệ thống tăng lên tới mãn cấp, sau đó bóp chết một con mũi. Chúc mừng ngài, thu hoạch được mãn hán toàn tịch 200 bàn, thần khí. Hiên viên kiếm, cỡ lớn công thành máy móc. Cường tập cao đạt, thần thoại cấp nữ bộc. Cửu vĩ tô đắc kỹ. Chương 1 Luận khắc kim tầm quan trọng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ngươi cũng không tin ta đúng không? Trên đài thẩm phán, sở phong hai tay bị trói, nữ quỳ trên mặt đất, mặt lộ cho tàn nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Cấu kết với bên ngoài, chứng cứ vô cùng xác thực, cô cứ an tâm lên đường đi, sau đó tôi sẽ hậu tán cô. Ánh mắt lạc tuyết từ lạnh như băng, cô lập trong gió lạnh, dung nhang tinh xảo không mang theo một tia cảm tình, truyền đạt phán quyết cuối cùng. Ta đã hiểu, ngươi không phải không rõ chân tướng, mà là kiên kỵ ta sẽ soán đoạt vị trí của ngươi, đúng không? Sở phong lớn tiếng chất vấn thiếu nữ, trong mắt hiện lên tự dễu. Không nghĩ tới cô gái mình vất vả tâm lực bồi dưỡng, cuối cùng sẽ bởi vì quyền lực mà đâm sau lưng mình. Ở cái này lạnh như băng phế thổ mạc thế bên trong, hắn từ cô nhi viện đem lạc tuyết từ thu dưỡng, tận hết sức bồi dưỡng nàng. Vì nàng kiến tạo pháo đài, thành lập lãnh địa, nâng đỡ thành bá chủ một phương, nhưng kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Đụng. Tiếng súng vô tình vang lên, viên đạn lạnh như băng xuyên qua đầu, máu tươi đỏ tươi thấm đẫm tuyết. Game over. Bạn đã chết, bạn có đọc hồ sơ mới nhất không? Kết cục. Phản bội, mất đi ngươi phụ trợ, Lạc Tuyết từ lãnh địa rất nhanh bị xâm lấn bị ma nữ đóng đinh chết ở trên vương tọa nhìn trên màn hình, mấy hàng máu chảy đầm đìa chữ to, sở phong tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái này tên là quỷ dị kỷ nguyên, trò chơi, hắn chơi cũng có vài ngày, nhưng thủy chung chơi không đến kết cục. Không phải đánh không lại quái, cũng là bởi vì nữ chủ độ hảo cảm không cao, dẫn đến lưng đâm. Chẳng lẽ thật muốn khắc cái kia 648 xa hoa vá lỗi, mới có thể chơi đến cuối cùng. Người chơi mua 648 phần ăn và người chơi không mua phần ăn, chơi hai trò chơi. Một cái là khổ bức người làm công, một cái là có được bàn tay vàng long ngạo thiên. Khắc rồi. Do dự liên tục, sở phong lấy điện thoại di động ra quét mã. Rất nhanh, trên màn hình trò chơi bật ra âm thanh nhắc nhở hệ thống. Tôn kính viết người chơi, ngài đã mua xa hoa đại lễ bao, bao hàm nội dung như sau. Độ hảo cảm của nữ chính tăng lên mở khóa ẩn dấu nữ chính, 2, kích hoạt hệ thống siêu bạo suất. Mọi thứ đều nổ, B5, không ba giá trị thông số kia, cài ba, nhìn qua trong túi quà ba cái biến thái khen thưởng, sở phong xem như triệt để minh bạch, khắc kim người chơi cùng bình thường người chơi ở giữa chênh lệch. Phần ăn vá đang lắp đặt, xin chờ một chút. Đánh một cái, sở phong nhìn thời gian, đã là 3 giờ sáng. Dũi lưng một cái, ghé vào bàn máy tính lướt video chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi qua mí mắt của hắn càng ngày càng nặng cuối cùng bất tri bất giác chậm rãi ngủ thiếp đi phần ăn miếng vá cài đặt hoàn thành trò chơi nặng khởi động lại bên trong trong nháy mắt lắp đặt miếng vá xong màn hình máy tính bắt đầu không ngừng lóe lên cuối cùng một đạo chói mắt bạch quang mãnh liệt từ trong màn hình bắn ra đem hôn mê sở phong triệt để bao vây quang mang biến mất sở phong thân hình cũng theo biến mất ở trước bàn giống như là bị máy tính ăn hết đồng dạng khởi động lại thành công trên màn hình máy tính hiện ra bốn chữ to máu chảy đầm đìa lâm gian pháo đài thành đông khu tại sao lại như vậy sở phong ngồi ở trong phòng nhỏ xa lạ nhìn bản trò chơi quen thuộc trước mắt lâm vào trầm tư hắn xuyên qua chỉ sau một giấc ngủ biệt thự 180 mét vuông của mình đã biến thành căn phòng nhỏ 60 mét vuông hiện tại. Khó chịu nhất chính là hắn đói bụng, nhưng trong nhà lại không có đồ ăn, vẫn không thể gọi đồ ăn bên ngoài. Tại cái này quỷ dị xâm lấn, yêu quỷ tà thần tàn sát bừa bãi, dẫn đến hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng ô nhiễm phế thổ trong thế giới. Thức ăn sạch sẽ và đứng đắn đã trở thành đồng tiền cứng, giá trị của nó có thể so với vàng của thế giới ban đầu. Tính danh sở phong, nghề nghiệp. Siêu phàm giả, mệnh đồ. Trợ giúp, đẳng cấp linh năng. Cấp 2, điểm kinh nghiệm. Không, 100 vật liệu cần thiết để thăng cấp. Thủy linh thảo x3, tiếng giai thạch x3, kỹ năng. Trị liệu, nhỏ, tăng trưởng tốc độ, trung bình, tăng trưởng sức mạnh, trung bình, điểm kỹ năng. Không nhìn bản điều khiển cá nhân của mình, cùng nhân vật chính ban đầu của trò chơi giống nhau như đúc. May mắn chính là, hệ thống đi theo chính mình cùng đi, nói rõ còn có tăng lên không gian, ít nhất so với người bình thường mà nói, xem như một cái siêu phàm giả. Bây giờ vấn đề chủ yếu là thức ăn. Sở phong gãi gãi đầu, có chút phát sâu. Trong trò chơi nhân vật chính, có lẽ có thể không ăn không uống, nhưng trong hiện thực hắn cũng không được. Ông ông ông. Ngay khi sở phong hết đường xoay sở, một con mũi xoay quanh bên người hắn, sau đó dừng lại trên cánh tay hắn ba trên cánh tay ngứa ngáy đánh úp lại sở phong theo bản năng giơ tay vỗ tới ngài đánh chết mũi rơi xuống màu trắng vật phẩm tinh phẩm gạo hai túi điểm kinh nghiệm một điểm kỹ năng một điểm tích lũy một người hả trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm để sở phong hơi sững sờ khóe miệng hơi nhếch lên trong lòng vui vẻ nhanh chóng mở ra vật phẩm lan can Bên trong là một tấm thịt phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, cùng với hình ảnh hai túi gạo. Hắn ý niệm khẽ động, điểm xuống vật phẩm lan can trong gạo, hai túi gạo trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Chẳng lẽ, miếng vá xa hoa tôi mua cũng đi theo tới đây. Hắn liên tưởng đến 648 đại túi quà bên trong siêu cấp bạo suất hệ thống. Quả nhiên, trượt xuống thanh hệ thống, hắn phát hiện chính mình trò chơi bản trên nhiều ra một cái, siêu bạo suất hệ thống, siêu cấp bạo suất hệ thống, vạn vật đều có thể bạo, tỷ lệ nổ cấp. Một, cấp càng cao, chất lượng cao vật phẩm tỷ lệ nổ càng cao, điểm tích lũy thăng cấp. Không, mười điểm tích lũy hiện có. Một, tỷ lệ vật phẩm hàng trắng 80%, hàng xanh 15%, sản phẩm màu xanh 4%, các mặt hàng màu tím 0,8%, hàng vàng 0,2%, hàng đỏ 0%, vật phẩm thần cấp 0%, gợi ý ấm áp. Mục tiêu thực lực càng mạnh, vật phẩm rơi xuống cường độ càng cao, số lượng càng nhiều, mắt nhìn bàn tay vàng của mình, vẻ hưng phấn trên mặt sở phong đã không kiềm chế được. Trên thế giới này, muốn tăng cấp bậc, chỉ có con đường thông quan di tích trống rỗng. Thông tục dễ hiểu chính là hạ phó bản mới có thể thu hoạch phần thưởng tăng lên thực lực nhưng sở phong lại có thể thông qua đánh chết quái vật phương thức tăng lên thực lực không không phải quái vật cũng được chỉ cần bạo suất đẳng cấp đủ cao một con mũi đều có thể tuôn ra thần cấp vật phẩm đến Bảo suất hệ thống theo tới như vậy thần cấp mệnh đồ có phải hay không cũng nghĩ đến tấm thịt màu đỏ thẳm trong ba lô lúc trước tim cậu đã bắt đầu đập thình thịch mở ba lô ra lần nữa kiểm tra tấm thẻ tản ra ánh sáng đỏ kia. Thẻ mệnh đồ thứ hai. Dấu hiệu vượt sâu muốn làm long ngạo thiên sao? Muốn trở thành hiếm có sông mệnh đồ thiên tài sao? Quả nhiên. Phỏng đoán được nghiệm chứng, sở phong ý niệm vừa động, click vào tấm thẻ màu đỏ thẩm này. Chúc mừng, ngài đã thành công thức tỉnh mệnh đồ thứ hai. Trong nháy mắt, hắn cảm giác một dòng nước xiết ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, trong thân thể giống như có công xiền gì đó bị mở ra, bỗng nhiên tinh thần sảng khoái. Tính danh Sở phong, nghề nghiệp Siêu phàm giả, chương 1 Trợ giúp, mệnh đồ 2 Thâm quyên, đẳng cấp linh năng Cấp 2, vật liệu cần thiết để nâng cấp, trợ giúp Thủy linh thảo x3, tiếng giai thạch x3, thăng cấp cần thiết vật liệu, vượt sâu Quỷ linh vĩ x3, tiếng giai thạch x3, điểm kinh nghiệm một 100. Kỹ năng hỗ trợ Trị liệu, nhỏ, tăng tốc độ, trung bình, tăng sức mạnh, trung bình, vượt sâu kỹ năng Trọng lực nhiên ép, không học tập, tử vong tức, không học tập, thiên thần lực, không học tập, điểm kỹ năng một Mở ra bản cá nhân, click vào kỹ năng mệnh đồ thâm uyên muốn học tập, lại kinh ngạc phát hiện điểm kỹ năng không đủ Trọng lực nhiên ép cùng tử vong tức học tập tìm thư uyển v đúc v v đúc chấm giao sinh com cần 10 điểm kỹ năng thiên thần lực cần 20 điểm kỹ năng xem ra phải giết thêm mấy con mũi rồi sở phong sờ sờ hàm dưới ánh mắt tập trung vào một hộp hương mũi trong ngăn kéo đêm rất nhanh qua đi vào mùa hè coi như là phế thổ mạc thế mũi loại vật này cũng là phi thường nhiều sở phong duỗi lưng một cái dụi dụi đôi mắt mông lung đang ngủ từ trên giường ngồi dậy cúi đầu quét mắt trên mặt đất bày đầy mũi hương phiến, cùng với khắp nơi mũi thi thể, khóe miệng hơi dương lên. Chờ mong mở ra tin tức cá nhân, xem xét điểm kỹ năng của mình, cùng với điểm tích lũy. Muốn biết mình một đêm này thu hoạch được bao nhiêu? Điểm kỹ năng 233, điểm kinh nghiệm 233, 150, đã mãn cấp, có phải lên tới cấp 3? Điểm tích lũy hai trăm ba mươi ba hắn chỉ nhìn ba hạng mục này cũng chỉ cần dùng đến ba hạng mục này ông 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 nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị tăng thêm thực lực điện thoại di động trong túi lại vang lên ông chủ hàng ngày muốn đã đến có muốn đến trong viện chọn một chút hay không trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên sở phong lúc này mới nhớ tới trò chơi ngay từ đầu nội dung vở kịch chính là đi cô nhi viện chọn lựa tôi tớ bởi vì nhân vật chính siêu phàm mệnh đồ là hiệp trợ, tương đương với một cái phụ trợ chức nghiệp, cá nhân sức chiến đấu rất thấp. Cho nên lúc xuống phó bản, nhất định phải dựa vào đồng đội đánh ra. Nhưng, lòng người trên thế giới này khó dò a à, lúc chia của cướp giết người cướp của có rất nhiều án lệ. Cho nên, đại bộ phận trợ giúp mệnh đồ siêu phàm người, đều sẽ bồi dưỡng chính mình tôi tớ. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp nữ chính lạc tuyết tư. Chương hai. Đây là ẩn tàng nữ chính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Đông Lâm Thành. Pháo hoa tràn ngập, tường thành kiên cố sụp đổ, trên đường phố phủ kín hài cốt lạnh như băng, khắp nơi đều là phế tích. Trong bộ chỉ huy trung ương, máu tươi đỏ tươi rải đầy bàn điều khiển, trên vách tường, trên máy tính khắp nơi đều là tổ chức cơ thể người tàn tạ. Toàn bộ bộ chỉ huy giống như địa ngục nhân gian, thi hoành khắp nơi đã lâu không gặp chỉ tuyết từ đôi môi đỏ mộng tươi đẹp liếm liếm máu tươi dính trên tay nữ nhân dùng con ngươi đỏ tươi gần như bệnh hoạn của nàng có chút hăng hái nhìn lạc tuyết từ trong mắt tràn đầy hài hước nàng tên là tô mộ linh khi còn bé cùng lạc tuyết từ cùng một nhà cô nhi lòng già hiểm độc viện trưởng nhưng vận mệnh của các nàng lại hoàn toàn bất đồng lạc tuyết từ bị sở phong chọn đi từ nay về sau bước lên con đường siêu phàm trở thành lãnh chú một phương mà nàng lại nhận hết nhân sinh cực khổ, làm qua nô lệ, làm qua tử thị, cuối cùng vì mạng sống, bán đứng linh hồn cùng ác quỷ ký kết khế ước. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn róc thịt tùy ngươi. Lạc Tuyết từ hít sâu một hơi, lạnh như băng nhìn về phía Tô Mộ Linh, vẫn cao ngạo như cũ. Ngươi biết vì sao mình thua không? Bỗng nhiên, nàng cúi người tới bên tai Lạc Tuyết Từ, chậm rãi mở miệng nói: từng có người vì ngươi dốc hết tất cả, trả giá tất cả, ta là cỡ nào hâm mộ ngươi, đáng tiếc. Ngươi lại vì quyền lợi tự tay giết hắn. Không có hắn, ngươi chẳng là gì cả. Nghe nói như thế, là tuyết từ con ngươi chợt co rụt lại, cao ngạo lạnh như băng con ngươi, có động dung. Trong đầu hiện ra bóng dáng người đàn ông kia, hồi tưởng lại từng chút từng chút ở chung với hắn, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhức. Hối hận cùng ấy nấy mấy năm nay, vào giờ khắc này xông lên đầu. Sau khi ta chết, xin ngươi đem ta cùng hắn chôn cùng một chỗ. Nàng hối hận nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi xẹt qua hai má. Nếu một lần nữa, tôi sẽ... Phốc suy. Máu tươi văng khắp nơi, lòng ngực lạc tuyết từ bị xuyên qua. Tô mộ linh vẻ mặt dữ tợn, gằn từng chữ. Ngươi xứng sao? Ý thức dần dần mơ hồ, lạc tuyết từ có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang cạn kiệt, cho đến khi hoàn toàn vô lực, nhắm hai mắt lại. Tỉnh lại, đợi lát nữa khách hàng tới, đều cho tôi khởi điểm tinh thần. Bên tai truyền đến thanh âm, làm cho Lạc Tuyết từ đột nhiên mở to con ngươi. Mê mang nhìn bốn phía, tầm mắt dần dần tập trung vào gương trước mặt. Đây là chính mình lúc nhỏ tuổi. Cô kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô gái 10 tuổi trong gương, chính là mình khi còn bé nhìn xung quanh những ký ức đã chết bắt đầu tấn công cô lúc này mới nhớ tới nơi này là chính mình trước kia sinh hoạt cô nhi viện lão bản cô nhi viện là một vị tên là cổ toàn nam nhân trong cô nhi viện tất cả hài tử chỉ có một phần nhỏ là hắn nhặt mà đại bộ phận lại là hắn thông qua con đường phi pháp lừa tới thậm chí là từ khu nghèo khó cướp tới ta đây là trọng sinh nàng không thể tin đưa tay nhéo nhéo mặt mình, không nghĩ tới lại có thể sống lại một đời. Này! Nói cậu đó, có nghe thấy không? Người trung niên bên cạnh thấy sở tuyết từ sững sờ, đưa tay túng lấy cánh tay thật nhỏ của nàng, thô bạo kéo nàng đến giữa đại sảnh. Là tuyết từ lúc này mới phản ứng lại, kiếp trước chính mình chính là ở chỗ này bị sở phong mang đi. Nghĩ vậy, trong lòng nàng một lần nữa giấy lên hy vọng, sửa sang lại quần áo nếp uống, chờ đợi nhìn về phía cửa lớn lần này, không vì quyền không vì lợi, chỉ vì cùng ngươi trải qua cả đời. Bên kia, sở phong thêm điểm xong kỹ năng về sau, liền dựa theo địa chỉ, đi tới ước định tốt cô nhi viện bên ngoài. Tuy rằng, ta có xong mệnh độ, đã không cần người hầu, nhưng vẫn muốn tìm người thử tay. Nhìn cô nhi viện đại môn, sở phong cúi đầu trầm ngâm một hồi. Dựa theo kịch bản gốc, nơi này sẽ phát động chiến đấu, nhân vật chính bởi vì nhìn thấu thân phận bọn buôn người cổ toàn dẫn đến trở mặt sau đó phụ trợ nữ chính tiến hành một hồi chiến đấu tục xưng tân thủ huấn luyện ơ ờ, ngài tính rồi mau vào đi tôi sắp xếp xong rồi mới vừa bước vào sân cổ toàn liền lái thân hình mập mạp tươi cười nghênh đón trên thế giới này thân phận siêu phạm giả từ trước đến nay đều rất được tôn trọng trong tay cũng có tiền hơn so với người bình thường ở chỗ chúng tôi chỉ có cô gái này phù hợp với yêu cầu của ngài, có thể chế trở thành siêu phạm giả. Cổ toàn đưa sở phong vào đại sảnh, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề giới thiệu đứa nhỏ trong đại sảnh. Ngài đừng nhìn nàng gầy gầy nho nhỏ, nhưng căn cốt phi thường tốt. Tháng trước còn thức tỉnh mệnh đồ, đã là vị nhất giai linh giả, phi thường thích hợp ngài. Chính là giá cả thôi. Có thể cao hơn một chút. Đương nhiên, ngài cũng có thể dùng thức ăn chất lượng cao để tiến hành đổi. Cổ toàn chỉ vào cô bé tóc đen kia, xoa xoa tay, cười giới thiệu với sở phong. Cô gái này, chính là lạc tuyết từ. Nhìn thiếu niên trước mắt, trái tim lạc tuyết từ đập điên cuồng, trong đôi mắt tản mát ra hào quang sáng ngời. Nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn thấy sở phong, dẫn đến tâm tình của nàng có chút kích động, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Nhưng cô lại cố nén cảm xúc, lặng lặng đứng bởi vì nàng biết sở phong nhất định sẽ giống như trước kia nghĩa vô phản cố lựa chọn chính mình nhìn trước mắt lạc tuyết từ sở phong lâm vào trầm tư trong đầu hồi tưởng nhân vật chính bị xử tử hình ảnh cô gái này đúng là bạch nhãn lan khách nhân xin ngươi dẫn ta đi được không nhưng mà nhưng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có một cô gái tóc bạc chạy tới phóc một tiếng nhào vào trong ngực sở phong dùng bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất gắt gao túng ống tay áo của hắn. Thân thể cô gái rất nhẹ, rất gầy, thậm chí là có chút gầy trơ xương. Mặt trách trưới, sắc mặt tiêu tụy, toàn thân đều là vết sẹo rõ ràng có thể thấy được, nước mắt trong mắt đảo quanh. Sở phong mặt lộ kinh ngạc, hắn nhớ rõ trong trò chơi cũng không có đoạn này nội dung vở kịch, chẳng lẽ là mới mở khóa ẩn dấu nữ chính. Bỗng nhiên nghĩ đến, trong túi quà xa hoa độ hảo cảm của nữ chính tăng lên tới mát mở khóa nữ chính mới nói cách khác hắn có thể từ hai nữ chính bên trong lựa chọn một cái vậy nhất định là chọn mới không chọn cũ a đồ không có mắt của ngươi không thấy làm bẩn quần áo của khách sao lửa giận cổ toàn dân lên không chút khách khí túng lấy mái tóc rối bù của cô gái nhấc chân đá cô sang một bên đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá dừng tay thấy cô gái bị ngược đãi sở phong nhíu nhíu mày tiến lên túm lấy cổ sau của cổ toàn kéo hắn sang một bên không sao chứ hắn ôn nhu cúi người hỏi đánh giá cô gái tóc bạc trước mắt toàn thân cơ hồ không có một khối da thịt hoàn hảo khắp nơi đều là vết sẹo xanh tím cùng với vết sẹo mới kết vẫy bàn chân mảnh khảnh bởi vì không có giày đi dẫn đến nhiễm khuẩn mà dẫn đến thối rửa cùng bọt nước một màn nhìn thấy mà giật mình này nhìn sở phong có chút huyết áp tăng vọt. Cái này cô nhi viện lão bản, thật đúng là đủ phát rồi, lại đem một nữ hài ngược đãi thành như vậy. Anh dẫn em đi được không, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm gì em cũng nguyện ý. Cô gái một bên khóc, một bên không ngừng khẩn cầu hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo, giống như là túm lấy cọng rơm cuối cùng. Được. Nhìn cô gái đáng thương trước mắt, trái tim sở phong phản phất bị cái gì xúc động kiếp trước, hắn cũng có một mùi mùi, cùng trước mắt nữ hài tuổi tác chênh lệch không lớn. Tìm thư uyển www chấm com cảm xúc trong lòng dần dần dâng lên, theo bản năng đưa tay, vuốt ve đầu cô gái. Tại sao có thể như vậy? Nhìn hình ảnh trước mắt, nhìn sở phong đối với những cô gái khác bày ra một mặt nhu tình, trái tim lạc tuyết từ phản phất như bị kim đâm. Phần ôn nhu này, vốn nên thuộc về mình mới đúng nhưng lại bị cô gái đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn. Nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước, sở phong nghĩa vô phản cố lựa chọn hình ảnh của mình, mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ đứng ở bên mình. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên chuyển biến, làm cho lạc tuyết từ ngay ngốc tại chỗ, nhất thời có chút không biết làm sao. Thật giống như thứ mình yêu nhất, bị người khác cướp đi. Khách nhân A, à, cho dù ngài tạm thời thay đổi chủ ý, lựa chọn một cô gái khác căn cốt cực kém, nhưng giá cả đã bàn bạc xong, nhưng không thể thay đổi nha. Cổ Toàn ở một bên, cũng không nghĩ tới cô gái tóc bạc vốn trầm mặc ít nói, lại chủ động từ hậu viện chạy ra, cầu người mang nàng đi. Càng không nghĩ tới, ở niên đại hôm nay, lại còn có người sẽ có đồng tình loại xa xỉ này, thật sự là buồn cười. A, à, tự mình buôn bán, ngược đại trẻ con bắt được, hình như cũng không phù hợp với quy củ của Lâm Giang pháo đài. Sở phong chậm rãi đứng dậy, đem tóc bạc nữ hài che ở phía sau, biểu tình trên mặt dần dần chuyển âm. T. Nghe giọng điệu này của ngài, từ hồ cũng không phải đến thành tâm buôn bán. Cổ toàn giật mình, từ hồ hiểu được mục đích sở phong tới đây, đôi mắt dần dần nheo lại. Đồng thời, một nam nhân cao lớn đầu mang mặt nạ màu đen, mặc đồng phục màu đen, từ ngoài cửa đi vào. Trên người hắn, cuốn quanh một cổ hắc khí, rõ ràng không phải người bình thường. Chương 3 Lựa chọn A, à, mang cái kia đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, tại sao? Trong mắt anh chỉ có cô ấy, cho tới bây giờ cũng không nhìn thẳng vào em. Nhìn thi thể lạnh lẽo nằm trong quan tài băng, nước mắt tô mộ linh từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Nàng là băng chi ma nữ, làm cho người ta nghe danh đã sợ mất mật, lãnh khóc thì huyết là ấn tượng cứng nhắc trong lòng người đời của nàng. Giờ đây, cô đã khóc cho một người đàn ông đã chết. Khi còn bé, cổ toàn dẫn người giết cha mẹ nàng, cũng bắt nàng đi, đến đây trải qua một đời cực khổ. Bởi vì tuổi tác lớn, căn cốt kém, thể chế yếu, nàng ở cô nhi viện được gọi là tàn thứ phẩm. Thường xuyên bị đánh chửi vì sức lực quá nhỏ, không làm được việc thể lực. Bởi vì không gọi chủ nhân, dẫn đến không có cơm ăn, đói bụng chính là vài ngày. Nhớ rõ lần đầu tiên ở cô nhi viện gặp mặt, Ngươi liền giết cổ toàn, thay cha mẹ ta báo thù. Sau đó cho tôi ăn, thông báo cục cảnh sát an trí cho chúng tôi. Từ giây phút đó, anh đã yêu em. Nhưng anh là một người rất tự ti, vì theo đuổi em, vì có thể ở bên cạnh giúp em, anh không ngừng cố gắng. Nhưng mà, ta quá ngốc mà ngươi lại đi nhanh như vậy. Nàng khẽ vuốt gương mặt lạnh như băng của Sở Phong, thì thào tự nói. Bởi vì bản thân thể chất quan hệ Tô Mộ Linh tại siêu phạm giả trên đường, có thể nói là đi cực kỳ gian nan. Cuối cùng, trong tình huống bất đắc dĩ, linh hồn đã bị bán cho quỷ dữ. Thật vất vả đạt được lực lượng, nhưng là lại đứng ở sở phong đối lập. Nhìn sở phong xem mình như uy hiếp, nhìn hắn liều mạng đem lạc tuyết từ bảo vệ ở phía sau. Nàng biết mình không có cơ hội. Tâm như cho tàn rời đi, rõ ràng không muốn quấy rầy nữa, lại nhìn không được đi quan sát. Cuối cùng nhận được, cũng là tin tức hắn bị lạc tuyết từ xử quyết trước mặt mọi người một khắc kia lòng nàng như bị đau cắt gần như điên cuồng mang theo lửa giận ngập trời giáng lâm đông lâm thành vì một người tàn sát một thành nhưng cuối cùng vẫn là người đi nhà trống lửa giận trong lòng được phát tiết nhưng người mình yêu cũng biến thành một cổ thi thể lạnh như băng rốt cuộc không tỉnh lại được nếu như thời gian lưu chuyển ta sẽ buông xuống tự ti trước tiên bắt lấy ngươi nàng cùng mình thân thể, dựa sát vào sở phong bên cạnh, cảm thụ được hắn cái kia lạnh như băng thân thể, nội tâm lại vô cùng ấm áp. Cuối cùng, chậm rãi ngủ thiếp đi. Cùng hắn chôn cùng trong băng quang lạnh lẽo này. Nhà đầu chết tiệt, đừng giả chết, mau đứng lên làm việc cho ta. Đau đớn trên người, cùng với tiếng chửi rủa ác liệt bên tai, làm cho nàng mở to mắt. Mê mang nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ôm đầu cùng mình trong một gian phòng củi nhỏ. Trước mặt là một vị mặc lộ hung quan trung niên nam nhân, đối với mình quyền đấm cước đá. Nàng đương nhiên nhớ rõ nơi giống như địa ngục này, chính là cô nhi viện của giả toàn. Ta đây là... Tái sinh sao? Cảm thụ được thân thể suy yếu của mình, nội tâm tô mộ linh mê mang, có chút phân không rõ đây rốt cuộc là hiện thực, hay là mộng cảnh. Cũng may, trên người rõ ràng cảm giác đau đớn, để cho nàng xác định đây không phải là mộng. Nghĩ vậy, nàng liều lĩnh cắn răng đứng dậy, lao ra khỏi phòng củi. Nhà đầu chết tiệt. Còn dám chạy. Trung niên nam nhân đi lên chính là một cước, đem tô mộ linh vừa ra cửa đạp ngã xuống đất, ngã xuống đất buồn. Nhưng nàng lại không để ý, không để ý trên người đau đớn, lão đảo đứng dậy, cắn răng muốn hướng đại sảnh chạy đi. Bởi vì nàng nhớ rõ, sở phong lúc này ngay tại đại sảnh chọn người. Lúc này đây, nói cái gì cũng phải đứng ở trước mặt hắn, lớn mật để cho hắn mang chính mình đi. À, không đợi cô đi được vài bước, một bàn tay thô ráp vươn tới, thô bạo túng lấy mái tóc dài màu bạc lộn xộn của cô. Thân hình nhỏ nhắn nghiêng về phía sau, ngã sắp xuống đất. Chạy. Có bản lĩnh thì chạy tiếp đi. Người đàn ông trung niên túng tóc cô, dùng sức kéo trên mặt đất, miệng mắng chửi không ngừng. Buông ta ra. Ta muốn gặp hắn, lần này ta nhất định phải gặp hắn. Tô mộ linh điên cuồng giãy dụa, hai bàn tay nhỏ bé liều mạng bám buồn, móng tay cũng bắt đầu mại chảy máu. Cuối cùng, hung quang trong mắt chợt lóe, túng lấy cánh tay người đàn ông, há miệng cắn mạnh. T. Người đàn ông trung niên bị đau, hít sâu một hơi, theo bản năng buông tay. Tô mộ linh nhân cơ hội này, một con cá chép đánh thẳng, xoay người đứng lên, chạy như điên về phía đại sảnh. Xuống nha đầu, ngươi mẹ nó muốn chết. Nam nhân tỉnh táo lại mặt lộ hung quang, sải bước đuổi theo tô mộ linh. Nhưng mà lòng bàn chân trượt một cái, bị một tảng đá vấp ngã, dập đầu, thống khổ ông đầu gào thét. Tô mộ linh bước chân không có dừng lại, mặc dù cả người đau đớn vô cùng, mặc dù ngón chân đã sớm bị mài ra bọt máu, nàng cũng không có dừng bước. Lần này, cô không muốn bỏ lỡ lần nữa. Lúc này đây, nói cái gì cũng phải ở lại bên cạnh hắn. Rốt cục, tới gần đại sảnh, đạo thân ảnh quen thuộc kia đập vào mắt. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, nàng rốt cuộc không đè nén được tâm tình trong lòng. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, cuối cùng một cái phi bổ, mãnh liệt đâm vào sở phong trong lòng. Dùng thanh âm khàn khàn mà run rẩy cầu xin hô. Khách nhân! Xin ngươi dẫn ta đi được không? Thời gian trôi qua, hình ảnh chuyển đổi. Vì khách nhân này, nếu ta đoán không lầm, ngài mặc dù là siêu phàm giả, nhưng mệnh đồ cũng là trợ giúp đi. Cổ toàn mỉm cười, lui tới phía sau người đeo mặt nạ. Khóe miệng người đeo mặt nạ nhếch lên, một cổ khí tức âm lãnh chợt bộc phát, hắc khí tràn ngập toàn thân. Mệnh đồ Côn đồ đẳng cấp linh năng Cấp 2 quả nhiên, tình tiết chiến đấu cũng không có biến hóa, ngay cả số liệu địch nhân cũng giống nhau. Trước mắt hiện lên tin tức của địch nhân. Đối với cái này, chơi qua trò chơi này sở phong cũng không giật mình, trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Hắn muốn thử xem, chính mình vừa thêm điểm thâm uyên, mệnh đồ kỹ năng uy lực. Ở trên mạng, lưu truyền cái trò chơi này một câu nói, không khác 648, người chính là thận hư người làm công. Khắc 648, người chính là mang liên xạ long ngạo thiên. Cái này rất hợp lý, không có nhân vật chính trước túi quà, mệnh đồ là hiệp trợ, tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc. Com là một phụ trợ bằng sắt cho nên chỉ có thể dựa vào nữ chính để tấn công bản thân vẫn là hậu viện nhưng có nhân vật chính của túi quà đó chính là chim nhỏ đổi pháo thép xe đạp biến xe tăng một người chính là hỏa lực của một sư đoàn nếu như lúc trước ngươi chọn chính là cô gái kia có lẽ còn có thể đối với ta có chút uy hiếp đáng tiếc a à, ngươi chọn chính là phế vật này một người phụ trợ dưới tình huống không có đồng đội, lấy cái gì đấu với tôi? Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn lạc tuyết từ ở giữa đại sảnh, ý tứ liếm liếm miệng. Những người siêu phạm trên con đường của Mót, mặc dù tàn bạo, cực kỳ khao khát một cuộc chiến nhẹ nhàng và vui vẻ, đặc biệt là một cuộc chiến ngang sức. Nghe nói như thế, trong mắt lạc tuyết từ hiện lên vui sướng, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía sở phong. Chờ hắn đến lựa chọn chính mình. Ở trong ấn tượng của nàng, sở phong nếu như muốn phá cục, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình. Dù sao, nàng thế nhưng là thức tỉnh mệnh độ nhất giai siêu phàm giả, so với bên kia tóc bạc nữ hài có thể hữu dụng hơn nhiều lắm. Phối hợp với mệnh đồ hiệp trợ cấp 2 của sở phong, hy vọng chiến thắng nam nhân đeo mặt nạ rất lớn. Tô Mộ Linh ở một bên cuối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bàn tay nhỏ bé túng chặt ống tay áo sở phong, cuột cường cắn răng, nước mắt đảo quanh hốc mắt sợ sở phong sẽ vứt bỏ nàng đồng thời lại thay hắn cảm thấy lo lắng cho nên lần này nàng không có lên tiếng đi khẩn cầu sở phong bởi vì nàng rất rõ ràng trước mắt thế cục chỉ là cô hận mà thôi hận mình vô dụng hận mình không giúp được anh chẳng lẽ lại muốn mất đi hắn sao quả nhiên tình tiết đại khái sẽ không thay đổi một màn này sở phong cũng không kinh ngạc bởi vì hắn trước kia xem qua truyền hình trực tiếp trong trò chơi, đây chính là lúc người chơi túi quà lựa chọn lộ tuyến nữ chính. Chương 4 Về sau, không có người có thế khi dễ ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, thật ngại quá, con người của ta, tương đối giữ lời hứa, đã đáp ứng người khác thì nhất định sẽ làm được. Nói nhảm, lựa chọn giữa cừu nhỏ và sói mắt trắng, ai không thích cừu nhỏ. Nói xong, hắn tiến lên một bước, bảo vệ tô mộ linh ở phía sau vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng ôn nhu nói sau này ai cũng không thể khi dễ ngươi nữa ta nói lời nói của hắn âm vang hữu lực lại vô cùng ấm áp thiếu nữ ngây ngốc nhìn sở phong hốc mắt hơi phím hồng nhìn đạo này vĩ ngạn thân ảnh nhìn hắn đem chính mình bảo hộ ở phía sau dáng vẻ đôi mắt dần dần xuất thần nước mắt trong lúc lơ đãng theo gò má chậm rãi rơi xuống lúc này đây hắn dĩ nhiên thật sự lựa chọn chính mình kiên định đứng ở bên cạnh mình ấm áp như vậy chữa khỏi như vậy đây thật sự là thực tế sao vẫn chỉ là mơ nếu đây là một giấc mơ cô hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại bên kia con ngươi lạc tuyết từ co lại không thể tin nhìn một màn này một cổ đau đớn thấu tim đánh úp lại thân thể bất giác lui về phía sau theo bản năng đưa tay muốn bắt lấy cái gì cũng là như vậy vô lực. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cả người giống như bị rút cạn, phù phù một tiếng ngã sắp xuống đất. Tại sao? Tại sao lần này người hắn lựa chọn không phải là mình? Rõ ràng nàng cũng đã quyết định muốn cùng hắn làm bạn cả đời, rõ ràng chỉ có lựa chọn chính mình mới có thể phá cục. Nhưng vì sao hắn vẫn không chọn mình? Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây vốn tưởng rằng có thể hoạt động gân cốt, hiện tại xem ra. Người đàn ông đeo mặt nạ cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó chuyển đề tài, đôi mắt dần dần sắc bén. Chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Dứt lời, hắn một chân mảnh liệt đạp đất, thân hình giống như báo săn mãnh liệt thoát ra, vẹn vẹn một lát, liền đi tới sở phong trước mặt. Trong mắt nam nhân đeo mặt nạ tràn đầy khinh miệt, thậm chí ngay cả kỹ năng cũng vô dụng, một quyền bạo nện mà đi theo hắn xem ra hiệp trợ mệnh đồ siêu phàm người một khi bị chính mình cận thân cũng đã có thể tuyên bố tử kỳ ba ba nhưng mà đối mặt này hung mạnh một quyền sở phong chỉ là hơi hơi giơ tay lên liền dễ dàng ngăn cản hả mặt nạ nam lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phàm giả lại có thể đỡ được một quyền này bất quá hắn phản ứng rất nhanh rất nhanh rút quyền muốn dùng càng mạnh lực đạo tiếp tục công kích tuy nhiên. Lại kinh ngạc phát hiện, tay của mình giống như là bị kìm gắt gao kẹp lấy, căn bản rút không trở lại. Ngươi một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phàm giả, tại sao có thể có lớn như vậy khí lực? Nam nhân đeo mặt nạ giống như gặp quỷ, không thể tin trừng mắt nhìn sở phong. Ngươi đoán xem. Sở phong cười khẽ một tiếng, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Khách lạp. Xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, sở phong bàn tay phát lực, trực tiếp đem mặt nạ nam xương tây cho bóp nát a à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nam nhân đeo mặt nạ hai mắt đỏ thẫm biểu tình đau đớn vặn vẹo mồ hôi tràn đầy trán một màn này quả thực chấn kinh tất cả mọi người ở đây cũng bao gồm sở phong chính mình hắn cũng không nghĩ tới thâm uyên mệnh đồ kỹ năng sẽ cường hãn như vậy vừa rồi hắn lặng lẽ sử dụng kỹ năng thiên thần lực hiệu quả là tăng cường thể chế toàn diện nhưng để sở phong không nghĩ tới chính là chấn phúc hiệu quả sẽ biến thái như vậy không ngờ có thể làm được cùng cảnh giới nghiện ép mệnh đồ của tên côn đồ siêu phạm giả phải biết rằng tên côn đồ mệnh đồ siêu phạm giả chủ yếu chính là cận chiến đã nói sẽ đưa tôi đi chết mà chạy cái gì người đàn ông đeo mặt nạ ông bàn tay đã gãy theo bản năng rút lui sở phong thì thừa thắng xông lên thiên thần lực không ngừng vận chuyển cường độ thể chế liên tục tăng lên. Nhanh chóng tiến lên, đưa tay ấn vào đầu người đàn ông đeo mặt nạ, đập mạnh vào vách tường. Đụng. Gạch men sứ vỡ thành hoa văn hình mạng nhện, người đàn ông đeo mặt nạ bị đụng vào đại não trống rỗng, máu tươi tràn ra. Người muốn chết. Nam nhân mặt nạ kịp phản ứng nghẹn khuất vô cùng, hai mắt đỏ ngầu. Rõ ràng am hiểu trận chiến chính là mình, nhưng bây giờ lại bị một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phạm giả cho ấn đầu bạo đắm. Đây là điều hắn không thể nhịn. Mỗi một người siêu phàm đi trên con đường sinh mệnh của tên côn độ đều có lòng tự trọng rất mạnh, cho rằng thân thể mình vô song, đơn đấu vô địch. Bạo liệt quyền Ổn định thân hình, hắc khí quanh thân ngưng tụ cánh tay, nam nhân đeo mặt nạ nắm lấy khoảng cách một quyền mãnh liệt đánh ra. Oanh Tiếng nổ vang lên thật lớn, sở phong bởi vì kinh nghiệm thực chiến không đủ, bị một quyền này đập vào mặt lực lớn đánh úp lại, làm cho thân thể hắn lão đảo lui về phía sau. Nhưng cũng chỉ là lui về phía sau, trên mặt lại không có một chút thương tích, thậm chí đau cũng không đau. Hắc, vậy mà không đau. Sở Phong trong lòng mừng thầm, ngày này thần lực thật sự là mãnh liệt a. À? Chính mình cũng dùng mặt đón lớn, còn một chút chuyện chim chóc cũng không có. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đồng Tử Nam đeo mặt nạ co lại khó có thể tin được, rơi vào trong hoài nghi sâu sắc. Nguy rồi, quỷ tiên sinh không phải đối thủ của tiểu tử này, phải nghĩ biện pháp làm chút gì đó. Làm một tên côn đồ ở trên thân thể bị nghiền ép, coi như là kẻ ngu, đều có thể nhìn ra mặt nạ nam không phải sở phong đối thủ. Phản ứng đầu tiên của cổ toàn là thừa dịp chạy loạn, nhưng vừa nghĩ tới thân phận nam nhân đeo mặt nạ, lại bỏ đi ý niệm này. Cuối cùng, hắn đem tầm mắt đặt ở trên người tô mộ linh tiểu nha đầu kia đúng rồi hắn không phải rất để ý nha đầu này sao vậy thì lấy nàng làm con tin như vậy không chỉ có thể dời đi lực chú ý của hắn mượn việc này tạo cơ hội cho quỷ tiên sinh còn có thể làm cho mình có tấm ác chủ bài bảo mệnh bắt lấy nàng cho ta nghĩ vậy cổ toàn mang theo hai thủ hạ sải bước đánh về phía tô mộ linh đừng đừng tới đây nhìn hai bàn tay to vương về phía mình, Tô Mộ Linh bị dọa sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng muốn chạy trốn, lại phát hiện đã bị ép đến góc tường. À, người muốn động đến ta. Sở phong cười lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, trọng lực nghiện ép lúc này thi triển. Phu phu. Đám người cổ toàn bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, tê liệt ngã xuống đất. Giống như là lưng đeo một tòa núi cao, bị đè không thể động đậy, liền hô hấp đều cảm thấy cố hết sức năng lực hư không mệnh đồ. Ngươi là sông mệnh đồ siêu phàm giả. Không đúng. Cho dù là siêu phàm giả hư không mệnh đồ, cũng không thể triển lãm trọng lực nghiền ép kỹ năng này ở cấp 2. Một màn này, để cho người đeo mặt nạ kinh hô lên tiếng, người đàn ông trước mắt này, thật sự quá quỷ dị. Mà người siêu phàm hư không mệnh đồ, chủ yếu khống chế quần thể. Sai rồi, lại đoán. Tiếng trêu tức của sở phong trở nên lạnh như băng khi bọn họ chuẩn bị động thủ với tô mộ linh chính mình đã động sát tâm tử vong chi tức phát động cảm giác áp bách vô hình như thủy triều thổi quét toàn trường đồng tử nam đeo mặt nạ chợt co rút lại tim đập nhanh hơn một cổ cảm giác sợ hãi khó hiểu mạnh mẽ cắm vào đại não thân thể không thể khống chế kịch liệt run rẩy dẫn đến hắn cả người đều bị dừng lại tại chỗ ngắn ngủi mất đi thân thể quyền khống chế năng lực thần thức mệnh đồ đột nhiên phản ứng lại khiếp sợ trong mắt người đàn ông đeo mặt nạ biến thành hoảng sợ siêu phàm giả thần thức mệnh đồ chủ yếu khống chế tinh thần công kích tinh thần một người lại có thể liên tục thi triển ra ba loại năng lực mệnh đồ khác nhau hơn nữa những năng lực này chỉ có đạt tới cấp năm mới có thể nắm giữ kỹ năng cao dai người này quả thực chính là quái vật phốc suy thừa dịp nam nhân đeo mặt nạ bị cảm xúc sợ hãi chi phối khoảng cách sở phong một quyền đem hắn chù yên ngã xuống đất nhấc chân hướng ngực hắn mảnh liệt đạp đi ách a à. người đàn ông đeo mặt nạ hét thảm một tiếng xương ngực bị giẫm gãy miệng mũi chảy máu mặt nạ trên mặt cũng bắt đầu chảy xuống tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm công ta gọi quỷ niễu là hắc xà đảng thủ tịch nhi tử nếu giết ta ngươi cũng chết chắc lúc sắp chết nam nhân đeo mặt nạ rống to một tiếng mặt nạ trên mặt hoàn toàn trượt xuống lộ ra một khuôn mặt tuấn khí trẻ tuổi hát xa đảng sở phong nhướng mày dừng động tác lại cái tên này có chút quen tai a à. cẩn thận nhớ lại một chút hình như là tổ chức xã hội đen lớn nhất trong lâm gian pháo đài À, như vậy a à. nghĩ vậy sở phong chậm rãi thu chân lại a à, ngươi coi như thức thời quỷ niễu mặt lộ vẻ châm biếm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên không đợi hắn đứng dậy, một cổ áp lực cực lớn chợt thổi quét. Không chỉ có hắn, còn có cổ toàn cùng với thủ hạ của hắn, đều bị trọng lực nghiện ép điên cuồng xâm nhập. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cho nên. Sẽ không lưu người sống. Đôi mắt sở phong nheo lại, lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng như ác ma. Hỗn đảng, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ niễu hai mắt đỏ lên, điên cuồng dãy dùa, gào thét thân thể bị ép đến không thở nổi, xương cốt xèo xèo rung động, cuối cùng. Phốc suy. Máu tươi văng khắp nơi, cả người giống như cà chua bị bóp nổ, hoàn toàn nổ tung. Ngài đánh chết cấp 2 siêu phàm giả, thu hoạch được màu lam vật phẩm. Hát giáp, siêu phàm phòng cụ, thu hoạch được màu tím vật phẩm. Giả dạ xoa mặt nạ, vật phẩm đặc thù, bạo bỏ cánh cứng năm, tên côn đồ mệnh đồ thăng cấp vật liệu, tiếng giai thạch năm, điểm kinh nghiệm 50, điểm kỹ năng 10, điểm tích lũy 10, ngài đánh chết 3 vị ác nhân, thu hoạch được lục sắc vật phẩm. Thân thể trao đổi khí, siêu phàm đạo cụ, hỷ đại lan thạch 2 bao 2, vong tử đại bánh bao 6 bao, điểm kinh nghiệm 30, điểm kỹ năng 9, điểm tích lũy 9. Chương 5 Trong nhà điều kiện gì a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, tâm tình lạc tuyết từ phức tạp mặc lộ vẻ khiếp sợ trong ấn tượng của nàng người đàn ông này hẳn là không có mạnh mẽ như vậy cũng chưa từng triển lộ qua mệnh đồ thứ hai chẳng lẽ trước kia hắn là vì bồi dưỡng chính mình cho nên buông tha mạng đồ thứ hai của mình hợp lý đấy bởi vì kiếp trước sở phong đem phần lớn tinh lực cùng với tài nguyên đều dùng ở trên người mình mà hắn cũng rất ít cho mình tăng lên coi như là tăng lên cũng đều là tăng lên một ít có thể phối hợp kỹ năng của mình. Có thể nói, kiếp trước hắn thật sự đem hết thảy đều hiến dân cho chính mình. Cho nàng ăn, đều là một ít cao cấp tiến hóa dược tệ, mà sở phong chính mình phục dụng, thì là còn sót lại dược cặn. Nếu không là dược hiệu của bả thuốc đối với mình vô dụng, hắn phỏng chừng ngay cả bả thuốc cũng không nỡ uống. Hãy để lại những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nghĩ vậy, trong lòng nàng càng khổ sở, càng ấy nấy không được, đời này, vô luận như thế nào đều muốn hắn thu ta. Nghĩ vậy, nàng chuẩn bị đứng dậy, chủ động đi khẩn cầu thiếu niên thu lưu nàng. Nhưng mà... Sở phong vào lúc này chậm rãi xoay người, mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười đi về phía mình. Quả nhiên! Hắn vẫn không bỏ được ta, cho dù là đệ nhị thế, trong lòng cũng chỉ có ta. Lạc tuyết từ trong lòng vui vẻ, vừa chuẩn bị tiến lên đón nhưng sở phong lại trực tiếp cùng nàng sát vai mà qua đi tới trước mặt thiếu nữ tóc bạc nữ ngồi xổm xoa đầu tô mộ linh dùng ngữ khí ôn nhu nói không bị dọa chứ sau này chỉ cần anh ở đây sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ em nói xong sở phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tô mộ linh đi chúng ta về nhà anh dẫn cô xoay người rời đi nhìn sở phong dần dần đi xa bóng lưng nhìn hắn dắt tóc bạc thiếu nữ cảnh tượng. Hình ảnh này, rất quen thuộc, rõ ràng trước kia phát sinh ở trên người mình, nhưng bây giờ. Nữ chính lại không phải là mình. Nàng tự như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, đôi mắt trong mong nhìn. Đừng đi. Đừng đi. Trái tim đang đau đớn, trong lòng đang gào thét cuồng loạn. Thân hình nhỏ nhắn hơi nghiêng về phía trước, theo bản năng lấy tay ông ngực, không nhịn được trung rẩy nội tâm ủy khuất rốt cuộc đè không được nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống rốt cục nàng buông xuống nội tâm kia phần kiêu ngạo chạy như bay tới nhào tới sở phong trên người cầu ngươi cầu ngươi đừng đi về sau ta sẽ hảo hảo nghe lời không kén ăn không tùy hứng không cãi lại ngươi bảo ta làm gì thì làm cầu ngươi đừng bỏ lại ta bàn tay nhỏ bé gắt gao túng lấy quần áo của anh khóc bù lu bù loa trước kia nàng đối với sở phong tùy hứng kén ăn còn cãi lại cảm thấy hắn rất phiền rất dài dòng cho đến sau khi hoàn toàn mất đi mới hiểu được quý trọng mới biết được những thứ kia đều là quan tâm nhìn lạc tuyết từ lệ rơi đầy mặt trước mắt sở phong có chút kinh ngạc lạc tuyết từ người thiết lập giống như sẽ không chủ động cầu người đi chẳng lẽ là bởi vì đại lễ bao quan hệ ngay khi sở phong nhíu mày suy tư lại chợt cảm thấy bàn tay căng thẳng cúi đầu nhìn lại, phát hiện cô gái tóc bạc đang gắt gao nhìn chầm chầm lạc tuyết từ, trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Nắm bàn tay nhỏ bé của mình, trong lúc lơ đãng nắm chặt. Cô ấy, hình như rất căng thẳng. Chẳng lẽ không muốn ta thu lưu lạc tuyết từ? Sở phong suy tư một lát, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng đẩy lạc tuyết từ ra. Thật ngại quá, hiện tại ta có một mình nàng là đủ rồi. Lý do hắn làm như vậy rất đơn giản nguyên nhân chủ yếu nhất là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Lạc Tuyết Từ đã cố định. Tại sở phong nhận thức lực, Lạc Tuyết Từ chính là cái bạch nhãn lan, trong trò chơi nhân vật chính đối với nàng tốt như vậy, đều có thể lọc vào lưng đâm. Phần hiếu tâm này hắn không chịu nổi. Sao lại? Lời này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực Lạc Tuyết Từ, không gượng dậy nổi ngay ngốc tại chỗ. Đồng tử thất thần, tinh thần dần dần hoảng hốt, cả người giống như bóng cao su trút giận vô lực ngồi phịch xuống đất giống như gặp phải đà kích cực lớn gì đó hô tô mộ linh thì thở phào nhẹ nhõm thân thể căng thẳng hơi thả lỏng lời nói của sở phong làm cho nàng tâm hoa nộ phóng ánh mắt nhìn về phía lạc tuyết từ đều mang theo khiêu khích cùng đắc ý thân thể nhỏ gầy hơi nghiêng về phía trước lặng lẽ tới gần bên tai lạc tuyết từ dùng thanh âm hai người mới có thể nghe được chậm rãi mở miệng kiếp này ta sẽ thay ngươi bồi hắn. Lời này, lạc tuyết từ đồng tử co trút lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tô mộ linh. Nhìn khuôn mặt hơi buồn nhưng tinh xảo khéo léo của nàng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cô gái tóc bạc này là ai? Băng chi ma nữ. Tô mộ linh. Hồi tưởng lại kiếp trước chính mình trước khi chết, nàng đối với mình nói câu kia, ngươi xứng sao? Lạc tuyết từ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện, đồng tử dần dần trở nên sáng tỏ tiện nữ nhân này, vậy mà cũng sống lại. Khó trách nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, khó trách đời này sẽ phát sinh nhiều chuyện vốn nên không có như vậy, nguyên lai đều là nữ nhân này thiết kế tốt. Nàng lần này tới, chính là hướng về phía sở phong đi. Chính là muốn cướp đi tất cả của mình. Thì ra là như vậy. Nhìn hai người càng chạy càng xa, lạc tuyết từ từ bi chuyển phẫn nộ, ánh mắt nhìn chầm chầm bóng lưng tô mộ linh, trong lòng ngực một cổ lửa giận đang nổi lên tô mộ linh ngươi cho rằng mình thắng sao cho rằng ta không có sở phong liền không đúng sao chờ xem sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tự tay đoạt lại hắn từ tay ngươi hơn nữa vẫn là hắn chủ động cầu xin ta trở lại bên cạnh hắn là tuyết từ trong lòng phát ác hai tay nắm chặt âm thầm phấn khởi bên kia sở phong lôi kéo tô mộ linh xoay người rời khỏi đại sảnh cô nhi viện mới vừa đi được một nửa bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì thoáng dừng lại một hồi sau từ trong hệ thống mở ra cá nhân ba lô đem hơn hai mươi túi gạo ném vào trong phòng củi nhỏ ở hậu viện hơn nữa còn nói cho hài đồng gần đó sau khi làm xong những thứ này hắn lại gọi điện thoại thông báo cục trị an dàn xếp cho những đứa nhỏ này ở cô nhi viện bên trong có nhiều như vậy vô tội hài tử bọn hắn đại bộ phận đều là bị bắt tới thậm chí là cưỡng ép bắt tới thân thế đáng thương kiếp trước ta chính là ở chỗ này gặp được hắn nhìn căn phòng cũ nát tô mộ linh không khỏi bắt đầu cảm khái kiếp trước nàng chỉ có thể đứng ở cửa phòng củi nhỏ lẻ loi nhìn sở phong dắt lạc tuyết từ rời đi nhưng hiện tại ở lại bên cạnh hắn chính là mình nghĩ vậy trên mặt nàng hiện ra một nụ cười tiểu nha đầu cười vui vẻ như vậy đang suy nghĩ gì vậy sở phong nhận ra biểu tình trên mặt tô mộ linh, cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Không. Không có gì. Tô mộ linh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Gô lung nhưng mà, bụng nhỏ lại vào lúc này, không chịu thua kém vang lên. Nàng đem đầu thấp xuống càng thấp, bên tai đều có chút đỏ lên. Đói bụng thì nói với ta, trong nhà không thiếu nhất chính là lương thực. Sở phong mở ba lô cá nhân ra, đem một túi bánh bao lớn vừa nổ, đưa tới trước mặt tô mộ linh. Đây là đồ ăn vặt. Nhìn bánh bao lớn vong tử trước mặt, trong mắt tiểu nha đầu đều là tiểu tinh tinh, vẻ mặt kinh ngạc. Trên thế giới này, thức ăn sạch sẽ vô cùng hiếm có, các nạn ở cô nhi viện, ăn đều là một ít đất vàng, bọc gỗ các loại đồ vật. Chỉ là như vậy, cũng không nhất định ăn no. Về phần bọc gỗ, xem như thế giới này thường dùng đồ ăn, có chút dinh dưỡng, nhưng hương vị lại một lời khó nói hết vừa đắng vừa chua thậm chí còn kèm theo một mùi hôi thối tìm thư uyển là dễ buồn nôn nhất phàm là người có chút thân phận cũng sẽ không ăn thứ này về phần đồ ăn vặt càng là chỉ có lãnh chúa hoặc là tổ chức nào đó thủ lĩnh dòng chính mới có thể ăn được đồ vật ta thật sự có thể ăn sao ánh mắt nàng phím quan, ánh mắt nhìn chầm chầm bánh bao lớn nước miếng tích tích đáp ăn đi trong nhà còn nhiều lắm sở phong cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng rất rất nhiều tô mộ linh chớp mắt thấy sở phong lại lấy ra ba bao ngây ngẩn cả người nhà hắn rốt cuộc có điều kiện gì vậy mà lạc tuyết từ ngươi lại còn đâm sau lưng hắn chết tiệt thật bàn tay nho nhỏ ông lấy một cái bánh bao lớn trắng bóng hì hì bắt đầu ăn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng ăn ăn mũi bỗng nhiên chua xót nghĩ đến tao ngộ trước kia nghĩ đến ủy khuất trước kia lại nhìn không được nức nở từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người cho cô ăn đồ ăn vặt ở bên cạnh anh thật sự rất ấm áp thật ấm áp không có việc gì về sau ai cũng không thể thương tổn ngươi sở phong nhẹ vỗ về lưng nhỏ gầy của nàng ôn nhu trấn an đúng rồi ngươi tên là gì giúp nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cùng với bánh bao lớn bên miệng vỡ vụn tô mộ linh trong lòng tiểu nha đầu ấm áp hốc mắt hồng hồng hít hít mũi nhìn khoảng cách chính mình mặt rất gần sở phong khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng quay qua đầu yếu ớt đáp hả cái tên này luôn cảm giác đã từng nghe qua ở đó sở phong lâm vào trầm tư tìm kiếm ký ức có liên quan đột nhiên hắn sắc mặt cứng đờ đôi mắt trừng lớn Khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu cô nương. Chương 6 Kiểm kê chiến lợi phẩm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon, Window, Aspigon, Push, chết tiệt. Con của phù thủy băng. Sở phong bỗng nhiên phản ứng lại, khó có thể tin nhìn tiểu cô nương trước mắt này. Trong trò chơi, miêu tả về băng chi ma nữ cũng không nhiều, chỉ có ở trung hậu kỳ mới xuất hiện nhân vật này một trong tám thiên tai được công nhận có sức mạnh uy hiếp thế giới ở trong trò chơi sở phong cùng hắn giao thủ qua một lần nhiều nhất cũng chỉ là đem thanh máu của nàng đánh tới một phần ba ngay cả hình thái thứ hai thứ ba cũng không đánh ra được cũng may băng chi ma nữ sau khi đánh bại nhân vật chính đoàn cũng không có hạ tử thủ đoạn nội dung vở kịch này xen kẻ mục đích không rõ phía chính phủ cũng không giải thích không đúng băng chi ma nữ chủng tộc tin tức là tà ma làm sao có thể là nhân loại đây? Chẳng lẽ? Trên đời tất cả ma nữ, vốn đều là nhân loại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, mới biến thành tà ma. Nhìn tiểu tử trước mắt, sở phong lâm vào trầm tư. Bất tri bất giác, đã đến trước cửa căn phòng nhỏ 60 mét vuông của mình. Số nhà 0606 sở phong theo thói quen đổi giày vào nhà, lại phát hiện tiểu nha đầu nhăn nhó đứng ở cửa, một bộ không biết làm sao bộ dáng sao không vào? Tôi. Chân tôi bẩn, sợ làm bẩn sang nhà. Nàng chống đầu, yếu ớt đáp. Sở phong lúc này mới phản ứng lại, nhìn nàng cặp kia máu chảy đầm đìa chân nhỏ, không chỉ có sưng đỏ, còn có chút thối rửa. Anh chờ ở đây một chút. Nhíu nhíu mày, sở phong nhanh chóng xoay người, xuống lầu. Ta đây là... Bị ghét bỏ sao? Nhìn bóng lưng sở phong rời đi, trong mắt nàng lóe nước mắt có chút lo được lo mất. Bị người mình thích ghét bỏ là một chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng cũng không có biện pháp so với lạc tuyết từ loại kia thức tỉnh mệnh đồ thiên tài. Nàng loại này không có thiên phú, tại cô nhi viện tự nhiên sẽ không có đại ngộ tốt. Cũng không lâu lắm, trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân. Là sở phong đã trở lại. Lúc này hắn, trên tay mang theo túi ni lon, tráng chảy mồ hôi, hiển nhiên là vội vàng chạy về không đợi tô mộ linh phản ứng sở phong hơi không lưng lấy tay vòng quanh cổ chân mảnh khảnh của nàng lấy tư thế công chúa ông nàng lên a à, hạnh phúc bất thình lình xảy ra làm cho tô mộ linh hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái liền đỏ đẩy cửa ra tiến vào trong phòng sở phong rón rén tiến vào phòng ngủ đem nàng đặt ở trên giường theo thứ tự từ trong túi nylon lấy ra một hòm thuốc cùng với một cuộn băng vải còn có một đôi dép lê gấu dâu tay cỡ nhỏ những thứ này đều là hắn đi dưới lầu tiệm tạp hóa bên trong, dùng tinh phẩm gạo đổi lấy. Có thể hơi đau một chút khi dùng thuốc. Nghe nói như thế, trong lòng tiểu nha đầu ấm áp, cảm giác mất mát lúc trước biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia, ga trải giường bị tôi làm bẩn. Nhìn chăn trắng nõn bị mình nhiễm bẩn, cô thấp thỏm nhỏ giọng mở miệng. Không có việc gì. Bôi thuốc xong, sở phong cẩn thận từng ly từng tí băng bó băng vải cho cô gái sau đó đi toilet xả nước đem một lọ thuốc đông y nhỏ trong hòm thuốc vẫy vào trong thùng tắm nhỏ đợi lát nữa em ngâm thuốc nhớ để lộ chân ra mắt nhìn nữ hài bị băng vải bao vây kín chân nhỏ sở phong do dự một hồi lại tiếp tục hỏi có tiện cởi quần áo không có cần tôi giúp không 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 cần khuôn mặt nhỏ nhắn tô mộ linh xấu hổ đỏ bừng, đầu bốc hơi nóng. Ừ, vậy cậu tự làm đi. Nói xong, sở phong đóng cửa phòng vệ sinh lại. Tô mộ linh cởi quần áo bẩn thiểu, nằm trong thùng tắm nhỏ, chỉ để lại nửa cái đầu trên mặt nước, ung ụt phun bong bóng. Nhìn chung quanh hết thảy, nàng luôn cảm giác có chút mộng ảo. Thật tốt khi được ở bên anh ấy. Tắm thuốc, đôi mắt tô mộ linh hơi nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Không đúng. Bỗng nhiên, cô nhướng mày, kịp phản ứng một việc. Có phải anh ta coi tôi là trẻ con không? Nghĩ đến lúc trước thay quần áo sự tình, rất rõ ràng, sở phong căn bản không có đem nàng làm một nữ nhân đến xem, mà là tiểu hài tử. Đây cũng không phải là nàng muốn triển khai. Bây giờ, đến xem thu hoạch đi. Thư dịp tô mộ linh ở bên trong tắm rửa công phu, sở phong mở ra cá nhân mặt bản, xem xét lên hôm nay thu hoạch. Tính danh Sở phong, nghề nghiệp Siêu phàm giả, chương 1 Trợ giúp, mệnh đồ 2 Thâm quyên, đẳng cấp linh năng Cấp 2, vật liệu cần thiết để nâng cấp, trợ giúp Thủy linh thảo x3, tiến giai thạch x3, thăng cấp cần thiết vật liệu, vượt sâu Quỷ linh vĩ x3, tiến giai thạch x3, 313, 150, đã mãn cấp có phải lên tới cấp 3? Kỹ năng hỗ trợ Trị liệu, trung bình, tăng tốc độ, cao, tăng sức mạnh, cao, thâm quyên kỹ năng Trọng lực nghiền ép, cao, tử vong tức, cao, thiên thần lực, cao, điểm kỹ năng Một tối hôm qua dết mũi thu được kỹ năng điểm, cơ hồ đều dùng để thăng cấp kỹ năng, dùng chỉ còn lại có cuối cùng hai điểm Cộng thêm 19 điểm kỹ năng đạt được hôm nay, còn lại 21 điểm kỹ năng cuối cùng đem trị liệu cũng cho hắn nâng lên cao cấp đi. Sở phong có chứng OCG, dưới tình huống có điều kiện, không đem kỹ năng thêm đầy rất khó chịu. Tuy nhiên, nâng trị liệu, trung, lên trị liệu, cao, cần 3 điểm kỹ năng. Lúc trước sở phong còn kém một điểm, cho nên rất khó chịu. Đáng tiếc, tối hôm qua làm rất nhiều mũi như vậy, cũng không có tuôn ra tài liệu thăng cấp mệnh đồ thâm nguyên. Thâm nguyên mệnh đồ thăng cấp tài liệu, là cần ba cái quỷ linh vĩ, sợ phong đến nay không có tuôn ra. Thủy linh thảo hiệp trợ mệnh đồ ra không ít hàng, có tới hơn 10 gốc. Tiếng giai thạch cũng có không ít, ước chừng 30 cái. Song mệnh đồ cũng không phải là không có khuyết điểm, thăng cấp cần thiết vật liệu cũng cần gấp đôi. Nhất là thăm nguyên mệnh đồ tài liệu, bạo suất không phải bình thường thấp, chỉ có thể đi chợ đen dạo chơi, nhìn xem có hay không đổi nếu không là tài liệu không đủ quan hệ, sở phong đã sớm đột phá tới cấp 3, hắn kinh nghiệm giá trị rõ ràng là tràn ra. Đáng tiếc quỷ linh vĩ ở trong tài liệu siêu phàm, xem như đồ vật phi thường hiếm có. Có thể dùng đến nó mệnh đồ, đều là một ít cực kỳ hy hữu mệnh đồ. Ngoài trừ vực sâu ra, còn có quỷ linh, thống ngự hai mệnh đồ này. Một cái có thể gọi linh, triệu hoán quỷ quái hỗ trợ chiến đấu, một cái có thể ngự kiếm phi hành, tương tự với người tu tiên hai cái mệnh đồ đều rất cường đại, là các thế lực lớn cướp đoạt thiên tài. đương nhiên, hai cái mệnh đồ này ở thần cấp mệnh đồ vượt sâu trước mặt đều là đệ đệ. dù sao, đây là khắc kim đại lão chuyên môn, trên đời này còn cho tới bây giờ không ai có được cái này mệnh đồ. là một mệnh đồ vạn kim du, kim đủ đặc điểm của tất cả mệnh đồ. đáng sợ nhất là nó có đặc tính thăng hoa kỹ năng này. ví dụ như kỹ năng thiên thần lực này sau khi tìm thư uyển thăng hoa có thể đạt được đặc tính vạn pháp bất xâm. Hiệu quả là có thể miễn dịch bất cứ hiệu quả tiêu cực nào, điều này đối với bất cứ người nào khống chế mệnh đồ mà nói, đều là trí mạng. Ta nhớ rõ, lúc trước hình như nổ vài món trang bị. Sở phong mở ba lô ra, kiểm tra trang bị cùng đạo cụ nổ tung ở cô nhi viện. Siêu phàm phòng cụ. Hắc giáp, màu xanh dương, giới thiệu có thể miễn dịch 50% công kích của siêu phàm giả cấp 3, 90% trở xuống cấp 3. Đạo cụ siêu phàm Cơ thể hoán đổi, màu xanh lá cây, giới thiệu Có thể cùng một người trao đổi một ngày linh hồn, một ngày sau bất luận sống chết đều có thể cưỡng chế trở về. Thiết bị phòng thủ đặc biệt Mặt nạ giả dạ xoa, màu tím, kỹ năng thêm vào Tử mạng, có thể ngăn cản một kích trí mạng, hơn nửa năm giây vô địch, thời gian làm lạnh một tháng. Giới thiệu Mang theo nó, ngươi có thể miễn dịch với bất kỳ kỹ năng dò xét nào, không ai có thể nhìn thấu hình dạng của ngươi. Quả thực chính là danh đao phiên bản hiện thực A. À. Sở phong phát ra cảm khái, cái này dạ xoa mặt nạ, không thể nghi ngờ là một kiện bảo mệnh thần khí. Hắc giáp cũng không tồi. Nếu như mặc nó vào, lại phối hợp với thiên thần lực, lực phòng ngự sẽ tăng vọt tới một trình độ khủng bố. Đến lúc đó ngay cả tam giai siêu phạm giả cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với ta. Sở phong sờ sờ cầm, đối với dụng cụ phòng ngự này phi thường hài lòng. Nội! Nội, xin hỏi khăn tắm ở đâu? Trong phòng vệ sinh, bỗng nhiên truyền đến giọng nói mềm nhũng của tô mộ linh, có chút thẹn thùng. Sở phong lúc này mới nhớ tới, giống như treo ban công. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là... Tô Mộ Linh mặc gì sau khi ra ngoài? Bộ quần áo bẩn thỉu của cô nhất định là không thể mặc. Chương 7 Đây không phải con trai của ngài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Cô Nhi Viện. Ngoài viện, bày hai cái màu trắng cuốn thi cán cứu thương, mấy vị mặc đồng phục chấp pháp giả, dò xét hiện trường. Hai gã người chết đều bởi vì trọng lực nghiền ép mà chết, bước đầu phán đoán là hư không mệnh đồ siêu phạm giả hạ thủ người báo án lúc trước còn có thể tìm được sao rất có thể hắn chính là hung thủ hiện trường nữ chấp pháp giả mặc đồng phục câu mày vừa thăm dò hiện trường vừa ghi chép nàng có một đầu tóc đen mặt trái xoan mắt phượng da thịt trắng nõn làm cho người ta có một loại mỹ cảm lãnh ngạo mặc đồng phục chấp pháp giả tương tự như trang phục oel áo sơ mi màu đen nhét vào trong váy bó mông lộ ra dáng người thước tha mềm mại của nàng sếp người nọ dùng điện thoại công cộng phụ cận cũng không có giám sát hơn nữa không phải đã xác định thân phận bọn buôn người sao dựa theo lâm gian pháo đài pháp luật chỉ cần giết một ít người cực ác đều có thể nhận định là vô tội nhân viên thực tập tiểu trương lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ tuy rằng đó là tận thế bị yêu quỷ tà thần xâm lấn nhưng ở một số khu vực phát triển vẫn có quy định chế độ và luật pháp nhất định đúng vậy nhưng người chết trong xe kia thân phận có chút đặc thù lâm nhã bất đắc dĩ thở dài ở thế giới này đối với người bình thường mà nói luật pháp là luật pháp nhưng đối với một số người mà nói thì không nhất định con đập con đáng thương của ta bỗng nhiên một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu đen kích động kéo dây cảnh giới ra thương tâm muốn chết bay vào hiện trường. Ghé vào một cái túi vải liệm gần đó, khóc tê tâm liệt phế. Nội Tiên sinh, tâm tình của ngài tôi hiểu, nhưng đây không phải thi thể con trai ngài. Thực tập sinh tiểu trương vỗ vỗ bả vai người đàn ông, tốt bụng nhắc nhở. Tiếng khóc của người đàn ông trung niên dừng lại, sau khi dừng lại một lúc, lại nằm sấp trên một chiếc túi đựng xác khác, tiếp tục khóc. À rốt cuộc là tên khốn kiếp chết tiệt kia, hại ngươi thành như vậy, ngay cả cha ta cũng không nhận ra nội đây cũng không phải con của ngài thực tập sinh tiểu trương có vẻ xấu hổ tiếp tục nhắc nhở tiếng khóc của người đàn ông trung niên lại kẹt cứng đứng dậy xoa xoa huyệt thái dương lấy khăn tay từ túi ra lau nước mắt nhổ đờm tiện tay ném xuống đất đưa tay chỉ vào nhân viên thực tập tiểu trương ra giấu với anh đến đây tiểu tử ngươi lại đây Nhân viên thực tập tiểu trương nghi hoặc đi tới 3. Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên Người đàn ông trung niên vung tay chính là một cái miệng rộng Kết trắng chắc trút đến trên mặt tiểu trương Tiểu tử ngươi mẹ nó là kem đánh răng A à, Từng câu từng câu chen ra ngoài Cố ý làm bẩn ta Nói xong, người đàn ông trung niên lại tác một cái Đồng thời nhấc chân hung hăng đạp tới Một cước này lực đạo thật lớn Trực tiếp đem tiểu trương bị vây trong trạng thái mơ hồ đạp bay ra ngoài. Thậm chí, còn có thể nghe được rõ ràng xương cốt gãy lìa thanh âm. Quỷ trấn năm ngươi điên rồi. Biết đánh nhân viên chấp pháp phán tội gì không? Lâm Nhã thấy thế, giơ tay bắt lấy tay người đàn ông trung niên, lớn tiếng ngăn hắn tiến thêm một bước động thủ. Đồng thời, khí thế của ngũ giai siêu phạm giả chợt bộc phát, sắc mặt xanh mét dằn co. Lão tử cho các ngươi mặt mũi, gọi các ngươi một tiếng chấp pháp giả thúc thúc, không cho mặt mũi a à, quỷ trấn nam kiệt ngạo vô cùng nỗi đau mất con dẫn đến tâm tình hắn có chút không khống chế được bỏ tay lâm nhã ra sắc mặt âm lãnh không nể mặt chấp pháp giả chút nào ngươi rốt cuộc muốn làm gì lâm nhã hít sâu một hơi cô biết mình không làm gì được anh ở lâm giang quỷ trấn nam mặc dù không thể gọi là một bàn tay che trời nhưng ở chỗ này coi như là nhân vật có uy tín có mặt mũi trắng đen đều ăn sạch có thể nói ngoại trừ lãnh chúa, hầu như không ai có thể làm gì được hắn. Con trai tôi ở đâu? Hung thủ giết nó rốt cuộc là ai? Tôi chỉ muốn biết cái này. Quỷ trấn nam gằn từng chữ, hai mắt đỏ ngầu như ác quỷ, gắt gao nhìn chầm chầm lâm nhã. Cấp trên lãnh đạo biết ngươi muốn tới, cho nên trước tiên an bài pháp y khám nghiệm tử thi, thi thể ngay tại chiếc xe kia bên trong. Về phần hung thủ, tạm thời còn chưa có đầu mối, phán đoán sơ bộ là một vị hư không mệnh đồ siêu phàm giả. Kết quả cụ thể còn phải chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Lâm Nhã bất đắc dĩ mở miệng, không tình nguyện chỉ vào chiếc xe tải màu trắng cỡ lớn bên cạnh. Nghe được mấy chữ lãnh đạo thượng tầng, quỷ trấn nam hít sâu một hơi, khí diễm rõ ràng bình thản hơn rất nhiều. Được, nếu là lãnh đạo cấp trên an bài, ta đầy phối hợp các ngươi. Nhưng chỉ cần báo cáo khám nghiệm tử thi của con trai tôi được đưa ra, tôi hy vọng có thể biết trước ý định của hắn rất rõ ràng cảm thấy tù chung thân quá rẻ cho kẻ giết người chỉ cần khám nghiệm tử thi báo cáo đi ra hắn sẽ lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ thủ đoạn đi tìm hung thủ hắn muốn dùng phương thức của mình đi làm cho hung thủ muốn sống không được muốn chết không được dùng cái này để tế bái nhi tử bảo bối đã chết của hắn bên trong xe tải màu trắng kỳ quái cổ thi thể này quá kỳ quái Ta chưa từng thấy qua một người có thể đến loại chuyện này. Pháp y quách mặc áo blu trắng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. "Lão quách, ngươi chính là lão pháp y, còn có thể có để cho ngươi đều cảm thấy kỳ quái án kiện." Đại đội trưởng chấp pháp giả Chu Chấn, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn quách pháp y. "Hiện tại có thể xác định, cổ thi thể này là chết vì người siêu phàm giết chết. Nhưng trước đó anh đã nói, từ hiện trường khảo sát đều chứng minh đây là một người làm đúng không?" đúng vậy, điều này có thể khẳng định trăm phần trăm. Chu Chấn gật đầu, khẳng định trả lời. Người đến xem nơi này, người chết trí mạng thương có thể xác định là chết vào hư không mệnh độ năng lực, không gian nghiền ép. Nhưng trước đó, phần xương tay của nạn nhân có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Nói cách khác, nạn nhân từng cận chiến với hung thủ, hơn nữa còn bị một tay bóp nát xương tay. Một cái hư không mệnh đồ siêu phàm người, có thể cận thân đánh thắng được côn đồ con đường siêu phàm người. Nếu như đẳng cấp hai người chênh lệch rất lớn, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su Xu xuyên. Còn có lẽ còn nói thông suốt. Nhưng từ trường linh năng sinh ra ở hiện trường, hung thủ rõ ràng cũng là một vị siêu phàm giả cấp 2. Pháp y quách không ngừng kể cho chu chấn nghe. Chẳng lẽ hung thủ là song mệnh đồ siêu phàm giả? Chu chấn lộ vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên phản ứng lại nếu như mệnh đồ thứ hai của hung thủ là mệnh đồ am hiểu thể thuật và cận chiến vậy thì giải thích thông suốt địa phương quỷ dị ngay tại chỗ này ta xem xét qua người chết đại não có rõ ràng tinh thần bị thương nói rõ từng gặp qua tinh thần công kích đây là thần thức mệnh đồ siêu phàm người mới có năng lực nói cách khác một mình hắn có ba loại mệnh đồ đặc tính đây quả thực là chuyện không thể nào trừ phi hung thủ là một vị trước nay chưa từng có tam mệnh đồ siêu cấp thiên tài. Hoặc là, cũng không phải là một người. Nghe vậy, đồng tử chu chấn có mạnh lại. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng sinh ra qua tam mệnh đồ siêu phạm giả. Cho nên, hắn càng thiên về hung thủ không chỉ có một người, hoặc là hung thủ có cái gì đặc thù siêu phạm đạo cụ. Nhưng có thể lấy ra đạo cụ loại siêu phạm vật phẩm người, cũng sẽ không phải là một ít tiểu nhân vật. Cảm giác sự tình trở nên phức tạp à. Chu chấn xoa xoa đầu, có chút đau đầu. Kỳ thật, anh và Lâm Nhã đều không muốn theo vào vụ án này. Bởi vì hung thủ giết đều là người nên giết, là một ít ác nhân danh xứng với thực. Theo luật pháp thông thường thì không phạm pháp, nhưng ai để cho cấp trên gây áp lực. Lấy cớ là, quỷ niễu cùng bọn buôn người tập đoàn không quan hệ, chỉ là đi ngang qua, là vô tội. Phạm là hiểu rõ một chút tình hình thực tế người đều biết bọn buôn người tập đoàn phía sau màn chính là quỷ lượng lờ. Chỉ là không có chứng cứ rõ ràng chứng minh mà thôi. Chương 8 Xưa nay chưa từng có thiên tài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, xem ra, phải điều tra hung thủ từ phương hướng khác rồi. Rời khỏi hiện trường vụ án, trở lại văn phòng, chu chấn xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Hắn càng nghiêng về hung thủ là nhiều người gây án, hoặc là sử dụng đạo cụ đặc thù gì đó. Về phần cái gọi là tam mệnh đồ siêu phạm giả, thật sự quá mức đầm rồng hang hổ. Nếu thật sự có loại nhân tài này, vậy thì không phải là nghĩ như thế nào tra hung thủ, mà là trực tiếp biến thành lôi kéo. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng làm việc bị mở ra. Đội trưởng Chu, những cô nhi kia đã thu xếp ổn thỏa rồi. Lâm Nhã trong tay ông Văn Kiện, hướng hắn báo cáo công tác. Ừ, vất vả rồi, nếu không có chuyện gì, em tan ca đi, thời gian cũng không còn sớm. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, hắn hướng Lâm Nhã khoát tay áo. Mình thì chuẩn bị ở lại tăng ca, sửa sang lại vụ án. Dù sao cũng là chuyện cấp trên giao phó, tuy rằng hắn rất không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Trong số những đứa trẻ này, tôi phát hiện một bất ngờ bất ngờ kinh hỉ ngoài ý muốn. Chu Chấn nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhã. "Chúng tôi đã thẩm vấn những đứa trẻ và tìm thấy một nhân chứng." Lâm Nhã gật gật đầu, đem hồ sơ của một cô gái đưa tới trước mặt hắn, tiếp tục nói. "Cô gái này tên là Lạc Tuyết Từ, mới 10 tuổi đã thức tỉnh mệnh đồ, hơn nữa còn là mệnh đồ thống ngự cực kỳ hiếm có. 10 tuổi thức tỉnh, vẫn là thống ngự mệnh đồ." Ánh mắt Chu Chấn sáng lên, Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó thực sự là một bất ngờ bất ngờ. Siêu phàm giả thống ngự mệnh độ, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là các đại tổ chức điên cuồng cướp đoạt tồn tại. Là một nhân tài, cô ấy là Cô Nhi hay là? Điều tra rồi, Cô Nhi. Tốt lắm, có thể kéo qua trọng điểm bồi dưỡng. Chu Chấn gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, rốt cục có thể có tin tức tốt. Tuy rằng đứa nhỏ kia tuổi còn nhỏ, nhưng tương lai có thể hẹn là một nhân tài chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá. Còn có một chuyện kinh hỉ hơn. Lâm Nhã gật gật đầu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Hả? Chu Chấn nhìn về phía Lâm Nhã, đôi mắt hiếp lại, hứng thú. Ta dùng tinh thần lực do thám qua trí nhớ của nàng, có thể xác định, hung thủ quả thật có ba loại mệnh đồ đặc tính. Nói cách khác, hung thủ là cái thân mang ba loại mệnh đồ siêu cấp thiên tài cái gì đồng tử chu chấn có mạnh lại lời nói của lâm nhã khiến chu chấn tin tưởng độ tin cậy của báo cáo khám nghiệm tử thi thì ra phán đoán của quách lão là đúng trên đời này thật sự có thiên tài nắm giữ ba loại mệnh đồ đặc tính quả thực không thể tưởng tượng nổi có có đọc được tướng mạo đặc thù của người nọ không hô hấp của chu chấn trở nên dồn dập nói chuyện cũng bắt đầu có chút cà lâm loại thiên tài xưa nay chưa từng có này nếu có thể gia nhập bộ phận của bọn họ giá trị của nó khó có thể phỏng đoán phải biết rằng người siêu phàm tượng trưng cho nội tình của một thế lực lớn càng là người siêu phàm cường đại càng nói rõ nội tình hùng hậu của thế lực này thiên tài tượng trưng cho tương lai của một thế lực một cái xưa nay chưa từng có tam mệnh đồ thiên tài tương lai nếu là trưởng thành lên có thể trở thành toàn bộ lâm gian pháo đài thủ hồ thần không có ta cố gắng ở trong trí nhớ của nàng tìm tòi tướng mạo người nọ nhưng lại bị nữ hài kịch liệt dãy dùa. cưỡng ép độc, rất có thể tạo thành tổn thương tinh thần vĩnh viễn đối với đứa nhỏ kia mà không nhất định thành công rõ ràng là cô gái này muốn bảo vệ người đàn ông đó và tôi đã cố thuyết phục cô ấy nhưng cô ấy không tin chúng tôi tôi đoán hung thủ và cô gái này hẳn là người quen hơn nữa quan hệ không nhỏ lâm nhã tiếp tục kể ân làm không sai, cần phải mau chóng tìm được người nọ, thân mang tam mệnh đồ siêu cấp thiên tài, đã không phải hy hữu đơn giản như vậy. Chúng ta cần phải là người đầu tiên liên lạc với hắn, đưa hắn vào dưới trướng. Ánh mắt chu chấn dần dần nóng rực. Vậy, quỷ trấn nam bên kia ăn nói thế nào? Cấp trên của hắn có người. Chờ người tìm được, ta sẽ trực tiếp báo lên tổ chức cao tầng, ta tin tưởng bọn họ có thể phán đoán lợi hại. Huống chi, con trai quỷ trấn nam, vốn không phải là người tốt lành gì, nếu không nhà bọn họ có quan hệ, đã sớm bị phán tử hình rồi. Một là thiên tài tam mệnh đồ xưa nay chưa từng có, tượng trưng cho tương lai của pháo đài Lâm Giang. Còn có một người, là tội nhân tội ác tây trời, u ác của pháo đài Lâm Giang. Đây là lựa chọn mà kẻ ngốc cũng biết làm. Hắn không tin tất cả lãnh đạo thượng tầng đều là người ăn hối lộ trái pháp luật, càng không tin quỷ trấn nam có thể mua chuộc tất cả lãnh đạo cao tầng. nếu quả thật là như vậy, như vậy pháo đài này cũng không cần phải ở lại nữa. chút ngủ ngon. góc tây nam trung tâm thương mại linh năng có đường phố chuyên thuộc về siêu phạm giả. chợ đen. đại bộ phận siêu phạm giả đều sẽ tới nơi này mua đổi cần thiết thăng cấp vật liệu, trang bị, đạo cụ các loại. trên đường phố Phùng hoa, ngựa xe như nước không ngừng có đủ loại quầy hàng, cùng với cửa hàng lớn nhỏ. Ông chủ, anh có quỷ linh vĩ sao? Sở phong mang theo già dạ xoa mặt nạ, đi tới một nhà tương đối chính quy mặt tiền cửa hàng, hỏi thăm bên trong mập lão bản. Vì tăng lên đẳng cấp, hắn chỉ có thể đến chợ đen, hy vọng có thể đổi được tài liệu thăng cấp của mình. Nhân tiện mua một ít đồ dùng sinh hoạt của tô mộ linh, cùng với áo ngủ quần ngủ. Quần áo trước kia của tiểu nha đầu đã không thể mặc, cũng không thể để cho nàng vẫn khoác khăn tắm hoặc là mặc quần áo của mình đi đồ dùng sinh hoạt của tô mộ linh hắn đã mua kém không nhiều lắm chỉ kém vật liệu thăng cấp của mình bất quá quỷ linh vĩ loại vật này bình thường đều sẽ bị các đại công hội nhận thầu dùng để bồi dưỡng chính mình siêu phạm giả xin lỗi tôi không có bán lẻ ở đây nếu như ngươi muốn có thể gia nhập bạo thiên bang chúng ta có thể cung cấp vật liệu thăng cấp miễn phí nha nhìn trước mắt sở phong đầu mang mặt nạ giả dạ xoa trong mắt ông chủ béo hiện lên một đạo tinh quang ân cần chạy tới kéo sở phong nhập bọn không cần cảm ơn loại tình huống này sở phong đã gặp phải không phải một lần hai lần dù sao loại tài liệu quỷ linh vĩ này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến quỷ linh cùng với thống ngự hai đại mệnh đồ người thu mua loại tài liệu này rất có thể chính là siêu phạm giả của hai mệnh đồ này đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn nhận thầu loại tài liệu này. Chỉ cần này hai mệnh đồ siêu phạm giả muốn thăng cấp, vậy phải bị ép gia nhập một phương thế lực. Cho nên, quỷ linh cùng thống ngự mệnh đồ siêu phạm giả, ở tán tu bên trong là rất khó nhìn thấy. Tìm thư uyển www.jaoshushin.com h Cái nồi nhỏ phía trước kia, ngươi tới một chút đi. Trong lúc hết đường xoay sở, trong ngõ nhỏ âm u, truyền đến tiếng gọi nhỏ của một thiếu nữ nào đó sở phong hơi nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại nhìn thấy một vị mặt màu trắng thể thao ba lỗ áo khoác áo khoác thiếu nữ dáng người cô rất đẹp da thịt có màu lúa mì khỏe mạnh bụng dưới lộ ra bên ngoài có đường viện mã giáp mê người tiếu doanh doanh hướng mình vẫy tay ý bảo hắn đi qua không có tiền không hẹn liếc thiếu nữ một cái sở phong quyết đoán cự tuyệt Vẻ mặt thiếu nữ trong hẻm đông cứng lại, hơi há cái miệng nhỏ nhắn, có chút mơ hồ. Lão nương là người đứng đắn a. À. Thấy Sở Phong quay đầu bước đi, thiếu nữ cắn răng bước nhanh theo sau, đưa tay ngăn cản hắn. Mệnh đồ. Đấu sĩ đẳng cấp linh năng. Cấp 2, nói đi, mục đích gì, ngươi theo dõi ta cũng được một thời gian rồi. Nhìn tin tức của thiếu nữ, giọng Sở Phong hơi lạnh. Chính mình từ cửa hàng thứ hai đi ra lúc cũng đã phát hiện thiếu nữ này đang theo dõi mình. Hắc hắc. Em tên là Giang Ly, không có ác ý, chỉ là thấy anh đang thu thập quỷ linh vĩ, cho nên muốn giúp anh. Nàng cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, hướng sở phong ném mị nhãn. Ngươi có. Sở phong trong mắt vui vẻ. Không có. Vậy tạm biệt. Hắn quyết định thật nhanh quay đầu, không muốn lại cùng thiếu nữ dây dưa tiếp chợ đen là một nơi vàng thau lẫn lộn, không bị ràng buộc bởi pháp luật, bất cứ người nào không biết mục đích tiếp cận ngươi, đều phải đề phòng. Đừng nha! Ta mặc dù không có quỷ linh vĩ, nhưng ta có con đường có thể giúp ngươi lấy được. Thấy sở phong muốn đi, Giang Ly vội vàng mở miệng. Chương 9 Thế giới di tích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon, Window, Aspigon, Push, Con đường Con đường nào? Sở Phong nhất thời hứng thú, đôi mắt hơi híp nhìn Giang Ly. Trên đời này, muốn đạt được vật liệu thăng cấp, chỉ có một cách, đó chính là thông quan di tích trống rỗng, từ đó đạt được phần thưởng. Nhưng muốn tiến vào di tích, còn nhất định phải có chìa khóa di tích đặc chế, cũng chính là cái gọi là vé vào cửa. Cho nên, hoặc là thiếu nữ trên người có chìa khóa di tích, hoặc là nạn là nhân viên bán hàng đa cấp của tổ chức nào đó. Ngươi lại gần ta một chút. Giang Ly lặng lẽ áp sát sở phong, lấy góc độ cực kỳ mờ mịt, từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa màu đỏ. Cho sở phong xem xong, lập tức lại đá vào trong túi. Quả nhiên. Nhìn thấy chìa khóa màu đỏ, sở phong nhẹ gật đầu, xác định nội tâm ý nghĩ. Ở trong trò chơi, chìa khóa màu đỏ giá trị phi thường cao, tổng cộng có thể mở ra ba lần di tích, vả lại khen thưởng đều rất cao. Nhất là đối với sở phong mà nói, giá trị cực lớn bởi vì hắn không chỉ có thông quan có thể đạt được khen thưởng, đánh chết bên trong quái vật, cũng có thể đạt được xa xỉ khen thưởng. Ra giá đi. Sở phong lời ít ý nhiều mở miệng. Hắn rất rõ ràng, chìa khóa màu đỏ là có thể trăm phần trăm tuôn ra quỷ linh vĩ, thậm chí còn có cái khác khi hữu đạo cụ, trang bị các loại. Cái này không bán, nhưng ta muốn mời tiểu ca ngươi theo chúng ta tổ đội, cùng nhau công lược phó bản. Ngươi biết đấy, chìa khóa màu đỏ mở ra trống rỗng di tích, là thế giới phó bản, độ khó cũng không nhỏ, bên trong còn có những tiểu đội khác. Mà thời gian có hạn, điểm tích lũy đạt được càng cao, phần thưởng càng phong phú. Cho nên, chúng ta cần đồng đội mạnh mẽ, ta thấy tiểu ca ngươi liền phi thường thích hợp. Chia ra, ta bên này có thể cho ngươi ba thành. Đương nhiên, nếu có quỷ linh vĩ, có thể tặng hết cho ngươi. Thiếu nữ hướng dẫn từng bước. Tâm tư của nàng rất rõ ràng, cho rằng Sở Phong là thống ngự hoặc là quỷ linh mệnh đồ siêu phàm giả. Bằng không, hắn hao hết tâm tư đi mua quỷ linh vĩ làm gì? Phải biết rằng, này hai mệnh đồ siêu phàm người, tại tán tu bên trong rất khó gặp được, vả lại đều là siêu cường chiến lực. Ở trong phó bản, bất kể là đánh quái kiếm điểm tích lũy hay là gặp phải tiểu đội khác xâm nhập, đều phi thường có bảo đảm. Một cái quỷ linh hoặc là thống ngự mệnh đồ siêu phàm giả, có thể đem phó bản khen thưởng tăng gấp mấy lần không ngừng. Cô đáp ứng ba thành lợi ích, kỳ thật đều là cho thiếu, bình thường đều nên cho năm đến sáu thành, Giang Ly chính là thấy sở phong là siêu phạm giả mới vào nghệ, cho nên cố ý hà khắc một chút. Có thể, không thành vấn đề. Sở phong suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Được rồi, vậy tiểu ca đi theo tôi. Thấy sở phong đáp ứng, đôi mắt nhỏ của Giang Ly lúc này sáng lên, dẫn hắn đi về phía cửa bắc pháo đài lâm giang nói chung mỗi pháo đài bên ngoài thành đều trang bị truyền tống các đại di tích thiết bị có thể truyền tống tới bất cứ di tích nào đã thăm dò qua chỉ cần thông quan là có thể đạt được phần thưởng tương ứng ở giả ngoại cũng có một ít di tích chưa được thăm dò qua hệ số nguy hiểm cực lớn nhưng cũng kèm theo phần thưởng phong phú tiểu ly ly đây là đồng đội mới em tìm giả vờ đeo mặt nạ cứ như vậy không ai biết sao. Ngoài Bắc Thành, đứng hai vị chợ đã lâu nằm tính siêu phàm giả. Người nói chuyện là một người đàn ông mặc quần áo bó sát màu đen. Thấy Giang Ly kéo cánh tay sở phong, sắc mặt suy sụp, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay bất giác sờ về phía bên hông đeo hai con dao găm. Người kia mặc áo giáp, da ngâm đen, giống như người da đen đến từ châu Phi. Cầm trong tay đại bảo kiếm, dáng người cao lớn to lớn, ánh mắt kiên nghị, trầm mặt ít nói, nhàn nhạt liếc sở phong một cái. Mệnh đồ Ảnh tập đẳng cấp linh năng Cấp 2 giỏi ẩn nấp, ám sát, tổn thương đơn thể khá cao. Mệnh đồ Nhạc sơn đẳng cấp linh năng Cấp 2 xe tăng, lực phòng ngự cực mạnh Hai người siêu phạm tin tức, rất nhanh nhàng hiện lên tới sở phong trước mắt. Đều là cấp 2 xem ra di tích bọn họ chuẩn bị công lược chỉ kém trình độ từ cấp 2 đến cấp 3 thôi. Sau khi nhìn thấy tin tức của hai vị thành viên khác, trong lòng sở phong cũng đại khái nắm chắc. Di tích tiêu chuẩn này, đối với hắn bây giờ mà nói, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Suýt, Roger, đừng nói lung tung, hắn là. Giang Ly ra dấu tay, kéo hai người qua một bên, đem chuyện sở phong mua quỷ linh vĩ nói cho bọn họ biết. Nghe nói như thế, la trạch cùng trung niên đại thúc mặt lộ kinh ngạc nhìn sở phong một cái trong ánh mắt lệ khí cắt giảm ôi huynh đệ tôn tính đại danh a à, không thể không nói thưởng thức của ngài thật không tồi a à. hắn lập tức thay đổi sắc mặt kề vai sát cánh với sở phong bất kỳ một quỷ linh hoặc là thống ngự mệnh đồ siêu phạm giả đều là tiền đồ vô lượng mặc kệ gia nhập bất kỳ thế lực nào đều là bánh trái thơm ngon cùng loại người này đánh tốt quan hệ tương lai chỉ có lợi xin chào, ta tên là La Thành, là ca ca của hắn. Người da đen trầm mặt ít nói cũng đưa tay hướng sở phong vấn an. Thân huynh đệ. Si. Đánh giá hai người tướng mạo, sở phong mặt lộ kinh ngạc, luôn cảm giác cha mẹ bọn họ có chút chuyện xưa. Diệp phong. Trong lòng hắn nói thầm, biểu hiện cũng rất bình thản, chuẩn bị cho mình lập một cái cao lãnh nhân thiết. Sau khi hàng huyên đơn giản, mấy người lần lượt đi tới truyền tống trận, theo bọn họ bước vào truyền tống trận trung ương thăng lên một khối thềm đá trên thềm đá có một lỗ hổng chú ý rõ ràng là lỗ chìa khóa đúng rồi huynh đệ trước khi xuất phát ta muốn hỏi ngươi một chuyện trước đó nói rõ không phải ta không tin ngươi mà là di tích lần này chúng ta phát hiện thứ tốt sự tình trọng đại cho nên muốn xác nhận với ngươi một chuyện tới gần xuất phát la thành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sở phong mở miệng nói Ngươi nói đi. Mệnh đồ của ngươi. Hẳn là rất mạnh. La Thành đôi mắt hơi hiếp, hạ giọng chậm rãi mở miệng. Đồng thời, ánh mắt của mọi người cũng theo tập trung đến sở phong trên người, chờ đợi hắn trả lời. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là muốn xác nhận mệnh đồ của sở phong, rốt cuộc có phải quỷ linh hoặc là thống ngự hay không. Ừ, ít nhất di tích cấp 3 với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Sở Phong nhìn ánh mắt nghiêm túc của ba người, cùng với động tác nhỏ rụt rịch, cười khẽ mở miệng. A, à, ta đã nói Tiểu Ca khẳng định rất mạnh, các ngươi càng phải hoài nghi. Nghe được Sở Phong trả lời, sắc mặt ba người trong nháy mắt hòa hoãn không ít, mặt lộ ra nụ cười. Giang Ly càng kéo cánh tay Sở Phong, cố ý mắng hai người. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Cô lấy chìa khóa màu đỏ ra, chìa khóa cắm vào chỗ trống, sau đó vặn một cái. Tạp sát hào quang chói mắt lóe ra, nhanh chóng bao bọc bốn người. Sở phong chỉ cảm giác quanh thân không gian mãnh liệt chấn động, một hồi thiên toàn địa chuyển sau, bốn phía cảnh tượng đã biến hóa. Đập vào mắt là một mảnh thành phố hoang phế đã lâu, cao ốc cùng cây cối tráng kiện chồng lên nhau. Trên cao ốc cao chót vót, phủ kín rêu xanh cùng cỏ dại. Trên đường cái rách nát, khắp nơi đều là ô tô hỏng và bị cỏ dại nuốt chửng. Hiển nhiên, nơi này vốn là đô thị phồn hoa, nhưng lại bị trống rỗng xâm nhập, dẫn đến biến thành di tích phế tích. Cẩn thận một chút nha, cái di tích này chúng ta tiến vào qua một lần, bên trong quỷ quái bình thường tại buổi tối lui tới, ban ngày cũng sẽ gặp phải dị thú xâm nhập. Giang Ly nhắc nhở sở phong. Quỷ quái cùng dị thú gọi chung là tà quấy, nhưng tính chất của hai người lại bất đồng. Quỷ quái xuất quỷ nhập thần, còn có năng lực đặc thù, bình thường chỉ có siêu phạm giả lấy lực lượng tinh thần làm chủ, tương đối dễ đối phó tìm thư uyển vê đúc vê đúc đúc chấm giao su com tỷ như hư không thần thức loại này mệnh độ siêu phạm giả đều có không tầm thường tinh thần lực đối mặt quỷ quái có không nhỏ kháng tính về phần dị thú thì rất dễ lý giải chính là một ít biến dị giả thú trời sinh tính hung tàn phương thức đối phó với bọn họ rất đơn giản khí lực đủ lớn hỏa lực đủ mạnh là được di tích loại hình thế giới hẳn là có mấy tính điểm bảng xếp hạng các loại. Sở Phong nhìn về phía mấy người, hỏi thăm. Trong trò chơi, di tích thế giới là một loại di tích rất đặc thù. Trong đó có mấy tích hợp, bảng xếp hạng, V, V. Vả lại đều là công bố rõ ràng, tà mà đánh chết ở bên trong càng mạnh thì điểm tích lũy đạt được càng cao. Đương nhiên, cũng có thể giết chết người khác, cướp đoạt điểm tích lũy của người khác. Điểm tích lũy càng cao, phần thưởng sau khi rời đi lại càng phong phú. Trên cổ tay, bạn có thể thấy bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả thứ hạng được mã hóa của riêng bạn. Theo La Trạch nhắc nhở, sở phong quả nhiên ở trên cổ tay nhìn thấy một loạt tin tức. Số lượt xem. 1173, điểm tích lũy. Không tên tiểu đội. Silver phần 30% điểm tích lũy cá nhân sẽ được chia đều cho mỗi người. B503 giá trị thông số kia, cài 3, xếp hạng tiểu đội không xếp vào, top 99 có thể vào bảng, giới hạn thời gian. 47, 58, 56, tỷ lệ thời gian với thế giới thực là 12.1, đây là sở phòng chính mình tin tức, đồng thời còn có thể xem xét những người khác điểm tích lũy, cùng với xếp hạng. Nói cách khác, hai ngày ở đây, tương đương với 4 giờ trong thế giới thực. Lợi nhuận cá nhân còn bị chia ra 30%, có chút đau lòng a. À. Sở phong gật gật đầu xem như đại khái hiểu rõ tình huống di tích thế giới này. Chương 10 Người bị đá ra đội ngũ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, trải qua chúng ta lần trước điều tra, nơi này cất giấu một con lĩnh địa cấp dị thú. Nếu như đánh chết, có thể đạt được phần thưởng điểm tích lũy cực kỳ phong phú. Nhưng độ khó rất lớn, tối thiểu cần hai tiểu đội mới có thể làm được. Sở phong đi theo ba người, đi tới một tòa nào đó phế tích tiểu khu tầng hầm ngầm. Chung quanh tràn ngập mùi máu tanh gây mũi khó ngửi, trên vách tường còn dính chất lỏng màu đen đặc sệt. Chúng ta tuy rằng ít người một chút, nhưng chỉ cần có tiểu ca ở đây, thảo phạt con dị thú kia khẳng định không thành vấn đề. Giang Ly kéo vai Sở Phong, nịnh nọc nói. Bọn họ sở dĩ vội vã tìm đồng đội, cũng là bởi vì tại di tích thế giới bên trong, phát hiện lãnh địa cấp dị thú. Ba người lực lượng rõ ràng không đủ xem cho nên liền muốn tìm mấy cái cường lực đồng đội tạo thành hai đội thử xem thẳng đến khi phát hiện sở phong chỉ cần hắn là quỷ linh hoặc là thống ngự mệnh đồ siêu phạm giả vậy một mình hắn đáng giá hơn một tiểu đội cũng không cần phải mời nhiều người đến chia điểm tích lũy như vậy đợi lát nữa trước khi thảo phạt ta cho các ngươi một cái bước có thể gia tăng hiệu suất nói xong sở phong tây vừa nhất trực tiếp một cái lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, đặt ở ba người trên người. Nhưng mà, chính là một cử động tri kỷ như vậy, xác thực làm cho sắc mặt ba người trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi là trợ giúp mệnh đồ. Vẽ mặt Giang Ly ngây ngốc, theo bản năng buông lỏng tay anh. Huynh đệ, ngươi không phải đã nói, mệnh đồ của mình rất mạnh sao? Không phải nói phó bản cấp bậc này đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay sao? La Thành vốn trầm mặt ít nói, hàm hậu thành thật cũng thay đổi sắc mặt sắc mặt âm trầm ánh mắt trở nên bất thiện một cái rộng rãi bàn tay khoát ở sở phong trên bả vai dùng âm lãnh ngữ khí mở miệng chất vấn ta nói rồi quả thật là như thế bất quá ta mẹ nó bất quá cái gì bất quá ta đây là bị tiểu tử này sáo rỗng a la trạch tức giận đến cực điểm tức giận dâng lên một cước đạp đổ thùng rác bỏ hoang gần đó lập tức nghĩ đến một bộ sách mới thịnh hành gần đây. Câu cá Tên như ý nghĩa, chính là mượn danh nghĩa mua quỷ linh vĩ, làm cho người ta hiểu lầm, sau đó trà trộn vào phó bản. Ta mẹ nó Không có thực lực giả bộ cái gì sói đuôi to, lão tử trực tiếp đem ngươi cho. La Trạch càng nghĩ càng tức giận, móc dao găm bên hông ra, muốn xông về phía sở phong. Nhưng lại bị Giang Liên ngăn lại hiện tại cho dù giết hắn cũng vô dụng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, việc cấp bách là mau chóng tìm đồng đội, thảo phạt dị thú lĩnh địa cấp. Nàng xem như trong mấy người này, tương đối bình tĩnh, trấn an la trạch xong, ngược lại nói với sở phong. Bằng hữu, bởi vì thực lực của ngươi không đạt tới chúng ta mong muốn, lúc trước đã nói với ngươi thù lao, khả năng phải sửa đổi. Ta hiện tại, nhiều nhất cho ngươi một phần ngàn thông quan thưởng dù sao đều phải một lần nữa tìm đồng đội mà trợ giúp mệnh đồ siêu phàm người cũng không phải hoàn toàn vô dụng về phần thù lao một phần ngàn đã không khác gì đuổi ăn mày thù lao một phần ngàn cho dù là siêu phàm giả mời chào hiệp trợ mệnh đồ cũng không chỉ có cái giá này đôi mắt sở phong dần dần nheo lại sắc mặt chuyển lạnh hiển nhiên cô gái này cố ý ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn lừa vào phó bản ta không đi so đo với ngươi đã là ân huệ lớn nhất rồi. Huống chi, ngươi một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phàm giả, muốn một mình tại phó bản bên trong sống sót hai ngày, không có đồng đội không thể được đi. Giang Ly cười lạnh, uy hiếp. Nàng sở dĩ như vậy lung tung ra giá, một là vì chèn ép cùng trả thù, hai là cảm giác mình ăn chắc sở phong. Bất luận cái gì trợ giúp mệnh đồ siêu phàm người, đều phi thường ăn đồng đội, nhất là thế giới phó bản như loại này tà ma số lượng rất nhiều địa phương để một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phạm giả đơn độc hành động cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoặc là làm công cụ rẻ tiền cho chúng ta hoặc là đi tìm chết đây là lựa chọn nàng cho sở phong a à, các ngươi a à, ngay cả tình huống cũng không rõ ràng liền trực tiếp dán nhãn cho ta đối mặt tình hình như thế sở phong vẫn bình tĩnh như trước không cho là đúng cười lạnh một tiếng ta mẹ nó nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển cho mặt không biết xấu hổ thật đúng là coi mình là nhân vật la trạch nổi giận nhấc chân muốn đá sở phong nhưng lại bị Giang liên ngăn lại được rồi đừng lãng phí thời gian trên người hắn chúng ta hiện tại quan trọng nhất là tìm trợ thủ khác nói xong nàng lạnh lùng liếc sở phong một cái ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không quý trọng nàng lôi kéo la trạch nóng nảy cũng không quay đầu lại rời khỏi tầng hầm ngầm tự giải quyết cho tốt đi thiếu niên la thành cao to cùng sở phong sát vai mà lỗi thời lạnh như băng bỏ lại những lời này cũng đi theo hai người bước nhanh rời khỏi tầng hầm ngầm rất hiển nhiên bọn họ là đem sở phong cho vứt bỏ cậu bị đá ra khỏi đội ngũ ngay lập tức thông điệp xuất hiện trên cổ tay nhìn bóng lưng mấy người dần dần rời đi sở phong chỉ cảm thấy buồn cười Người trẻ tuổi bây giờ chính là vội vàng sao động. Cảm thán xong, ánh mắt Sở Phong khóa hướng tầng hầm tối âm, khóe miệng hơi dương lên. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần chia điểm tích lũy với người khác. Hắn tính toán, một mình đánh lĩnh địa cấp dị thú. Bên kia, Giang Ly vừa ra khỏi tầng hầm, La Trạch đã chặn trước mặt cô, vẻ mặt có chút không vui. "Tiểu Ly Ly, có phải cô có ý với thằng nhóc đó không?" vừa rồi vì sao không trực tiếp xử lý hắn? Nếu là hắn tướng lĩnh địa cấp gì thú vị trí, tiết lộ cho người khác, chúng ta chẳng phải là làm không công. Trong giọng nói của Roger sen lẫn mùi giấm chua nồng đậm. Yên tâm, hắn một cái hiệp trợ mệnh đồ siêu phạm giả, ở chỗ này nửa bước khó đi. Ở bên ngoài tùy tiện gặp phải tà ma, là có thể lấy mạng của hắn. Đợi ở cửa dị thú cấp lãnh địa, mới là an toàn nhất, cho nên căn bản không tiết lộ được tin tức. Trừ phi, hắn có thể một mình đem lĩnh địa cấp dị thú cho đơn soát, nhưng người cảm thấy điều này có thể sao? Coi như là quỷ linh, hoặc là thống ngự mệnh đồ tam giai siêu phạm giả đều không làm được chuyện, hắn một cái hiệp trợ dựa vào cái gì? Nói đến đây, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng tầng hầm ngầm, cười lạnh nói. Nếu không phải mệnh đồ của ta là cách đấu gia, trước cấp năm cố gắng không đụng vào mạng người, hắn đã sớm chết. Nói xong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói với La Trạch. Bất quá. Chờ chúng ta tìm được một tiểu đội khác về sau, ngươi có thể thuận thế gia nhập, lại trở về đem hắn giết sạch. Cách đấu gia mệnh đồ siêu phàm giả, tìm thư uyển v đúc 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 chấm giao su chấm com tại tấn thăng cấp 5 lúc, cần chém rụng chính mình tâm ma, đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới. Cho nên, giết người càng nhiều, nhiễm máu càng nhiều, tâm ma thực lực lại càng mạnh nhưng chỉ cần không phải là người trong đội ngũ của mình, hoặc là mình không ở đây, liền không sao cả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có hai ngày, muốn tìm được trong phó bản là đáng tin cậy, đồng đội cũng không dễ dàng a à. La Thành thở dài, nhìn về phía Giang Ly, nói ra vấn đề khó giải quyết này. Không có việc gì, ta để lại hậu thủ, nếu như chính chúng ta ăn không vô cái này lĩnh địa cấp dị thú, cũng có thể trở thành đầu danh trạng, đổi lấy tiếng vào tìm long hội cơ hội nàng thoáng suy tư một chút, đem ý nghĩ thứ hai của mình nói ra. Tìm Long Hội Tổ chức ngầm lớn nhất Đông Nam Châu kia Nghe nói hắc xà đảng ở Lâm Giang Pháo Đài chính là chi nhánh của tìm Long Hội. Nghe vậy, ánh mắt hai huynh đệ nhất thời sáng ngời. Quỷ Linh cùng thống ngự mệnh đồ siêu phàm giả, muốn tiến vào một thế lực nào đó có lẽ rất đơn giản. Nhưng đối với những siêu phàm giả mệnh đồ bình thường khác mà nói, tiến vào thế lực cường đại chính là mộng tưởng. Bởi vì mỗi thế lực cường đại, đều sẽ đúng hạn phát vật tư bảo đảm cho bọn họ, cùng với cơ hội tiến vào di tích trống rỗng. Ăn no mặc ấm đồng thời, còn có thể tăng lên thực lực. Nhất là những người siêu phạm cấp thấp như bọn họ. Muốn dựa vào chính mình leo lên cao vị giai là kiện chuyện rất khó khăn, cần đại lượng tài nguyên, cùng với trống rỗng chìa khóa. Đây đối với người siêu phạm bình thường mà nói, đều là giá trên trời. Về phần chiếc chìa khóa màu đỏ trên tay Giang Ly, cũng là dựa vào một số thủ đoạn không vẻ vang mà có được. Có thể nói, đây là các nàng những này bình thường siêu phạm giả, duy nhất lật ngược tình thế cơ hội.